Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 551, Bảy kiếm tiên thương sơn. Sau khi nói xong câu đó, cô gái đã xoay người biến mất. Diệp Huyên đứng ngơ ngác tại chỗ. Làm việc vặt. Bảo một người đường đường là kiếm hoàng như hắn đi làm việc vặt. Thật sự là hiếp người quá đáng. Lúc này, người đàn ông trung niên trước mặt Diệp Huyên nói, An Diệp, người có đồng ý đến vân kiếm phong không? diệp huyên hơi do dự hắn đến đây là để học tập đi làm việc vặt học tập cái khỉ gì dường như hiểu rõ suy nghĩ của diệp huyên người đàn ông trung niên cười nói thật ra ngươi đến vân kiếm phong dù trên danh nghĩa là làm việc vặt nhưng ngươi ở trên núi nếu có lòng vẫn có thể học được rất nhiều thứ còn nếu không muốn ngươi chỉ có thể bắt đầu từ đệ tử nội môn sau này nếu có biểu hiện nổi trội cũng có cơ hội trở thành đệ tử chân truyền Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta đi. Bắt đầu từ đệ tử nội môn, quá chậm. Mà người phụ nữ khi nãy còn là một kiếm tiên. Đi theo bên cạnh người như thế, chắc chắn có thể học được rất nhiều thứ. Người đàn ông trung niên gật nhẹ đầu, vậy đến vân kiếm phong báo cáo đi. Nhớ kỹ, tính cách của Việt Kỳ Sư Tỷ có hơi kỳ lạ ạc, thật ra cũng không phải kỳ lạ lắm, là một người rất tốt, người mau đến vân kiếm sơn báo cáo đi nói xong gã ta xoay người biến mất không còn tăm hơi mặt diệp huyên đen lại chắc chắn vân kiếm phong này có gì đó kỳ lạ sau khi trần trừ một lát cuối cùng hắn vẫn quyết định đến vân kiếm sơn vì đến cũng đã đến cũng không thể rời đi vào lúc này được trước khi đến diệp huyên cũng đã điều tra thương kiếm tông rồi thương kiếm tông có bảy ngọn núi chính lần lượt là thương kiếm phong huyền kiếm phong vân kiếm phong bách thảo phong ngự bút phong trận đạo phong, chú khí phong. Lúc trước hắn cũng không quen thuộc với phong chủ của bảy ngọn núi này, nhưng khi nãy, sau khi gặp sáu người trong đó, hắn phát hiện mỗi một phong chủ đều là một vị kiếm tiên. Bảy kiếm tiên thương sơn. Thực lực của thương kiếm tông này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nữa. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi đại điện, tiến về vân kiếm phong. Mỗi một ngọn núi đều có một đài truyền tống, trên ngọn núi diệp huyên đang ở cũng có hắn tìm đến đài truyền tống sau đó thông qua truyền tống trận đi tới vân kiếm phong sau khi đi tới vân kiếm phong cuối cùng hắn cũng biết vì sao lại gọi là vân kiếm phong vì cả ngọn núi rất cao xung quanh đỉnh núi toàn là mây mù tựa như tiên cảnh vậy phong cảnh rất đẹp tâm trạng của diệp huyên cũng không thấy khó chịu lắm nữa hắn đi về phía trước chẳng mấy chốc hắn đã đi tới trước một cung điện huy hoàng Hắn đứng trước cửa cung điện, hơi cúi người, việt sư tôn, vãn bối An Diệp đến điểm danh. Trong điện không có ai đáp lại. Diệp Huyên lại chào lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Có lẽ không có ai ở đây. Diệp Huyên đẩy cửa đại điện, khoảnh khắc mở cửa đại điện, Diệp Huyên ngây người. Trong đại điện trước mặt hắn chất đầy những cuộn trúc, ngoài cuộn trúc còn có vô số vải linh tinh, trên những miếng vải này đều có viết chữ, nhìn kỹ Diệp Huyên mới phát hiện trên những mảnh vải này đều viết một vài thứ tâm đắc. Một vài kiếm ký và kiếm đạo tâm đắc. Diệp Huyên tiện tay cầm một tấm vải bên cạnh lên, trên vải viết, kiếm ký này thật sự kém cỏi, tụ lực quá lâu, nếu kẻ thù có tốc độ nhanh, kiếm ký còn chưa chém ra thì mình đã chết rồi, phải sửa lại mấy chỗ bên trong. Bên cạnh vải trắng còn có một quyển sách, quyển sách này là một quyển kiếm ký bậc địa thượng phẩm, kiếm pháp tứ quý. Diệp Huyên mở quyển sách ra xem thử, dần dần, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, vì hắn phát hiện, hắn phát hiện nếu sửa đổi lại theo những gì Việt Kỳ ghi chép, kiếm pháp tứ quý này sẽ lập tức lột xác trong nháy mắt. Có thể nói kiếm pháp tứ quý sau khi sửa chữa, ít nhất có thể đạt đến bậc thiên ngụy tạo. Thật yêu nghiệt. Lúc này, cả người Diệp Huyên chợt thấm ướt mồ hôi lạnh. Vì trước đó, ngoài cô gái thần bí, hắn chưa từng gặp kiếm tu mạnh mẽ nào khác cả mà trước đó hắn có hơi xem thường xem thường kiếm tu thanh thương giới hoặc là nói bản thân hắn cũng hơi kiêu căng cho rằng mình chắc chắn là hàng đầu thanh thương giới mà lúc này hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn con người mãi mãi phải biết khiêm tốn vì mãi mãi sẽ có người lợi hại hơn ngươi học tập học tập sở trường của người khác chỉ có không ngừng học tập mới có thể khiến bản thân không ngừng tiến bộ xung quanh đại điện có rất nhiều ngăn tủ rõ ràng những ngăn tủ này là để chứa những quyển trục này diệp huyên bắt đầu sắp xếp mà trong quá trình sắp xếp hắn cũng có cẩn thận xem xét những kiếm ký và một vài công pháp kiếm đạo tâm đắc việt kỳ để lại nhưng hắn chỉ xem thôi chứ cũng không học tập vì những kiếm ký này đều không bằng nhất kiếm định sinh tử và nhất kiếm định hồn còn có thập trượng nhất sát mà hắn tự nghĩ ra nữa dù vậy hắn vẫn xem kỹ nghiên cứu tỉ mỉ học tập năng lực tìm kiếm chỗ thiếu sót của kiếm kỹ này. Không những thế, thông qua việc không ngừng học tập và nghiên cứu, hắn phát hiện chỗ thiếu sót của rất nhiều kiếm kỹ. Sau này nếu có người sử dụng những kiếm kỹ này đấu với hắn, hắn có thể đánh bại vô cùng dễ dàng. Nhưng công việc này thật sự rất phiền phức, vì rất nhiều quyển trục không ở cùng một chỗ với lời tâm đắc và ghi chú Việt Kỳ để lại, hắn cần phải tìm, sau khi tìm thấy hai thứ mới có thể để hai thứ vào cùng một chỗ dù phiền phức nhưng diệp huyên lại rất thích thú vì có thể học được rất nhiều điều cứ thế thời gian từng chút trôi qua mãi đến tối hôm sau diệp huyên vẫn còn đang sắp xếp mà trong đại điện đã được hắn sắp xếp xong ít nhất một phần năm quá loạn quá tạp nham có lúc diệp huyên cũng thấy hơi cạn lời lúc việt kỳ nghiên cứu những thứ này chắc chắn đã tiện tay ném bừa nếu không cũng sẽ không lộn xộn như thế mà khoảng thời gian này Việt Kỳ cũng không trở về, không biết đã đi đâu rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Huyên thật sự hơi mệt. Vì thế hắn nằm xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi. chương 552, Thuấn không nhất kiếm. Lúc này, cửa điện đột nhiên mở ra, một cô gái đi vào. Cô gái mặc một bộ váy dài màu đen, theo mấy đóa hoa trắng. Nhìn bề ngoài, cô gái chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ngũ quan sắc sảo, mái tóc dài bồng bềnh xóa nang vai, trong mái tóc dài còn lẫn mấy sợi tóc bạc. Dưới chân cô gái là một đôi giày vải sợi đay, vô cùng đơn giản. Người đến chính là phong chủ Việt Kỳ của Vân Kiếm Phong. Khi thấy Diệp Huyên đang ngủ, Việt Kỳ lập tức cau mày, nhưng khi nhìn thấy những quyển trục trong hộp tủ xung quanh, nàng ấy lập tức hơi ngẩn người. Sau đó, nàng ấy nhìn một vòng xung quanh, dù xung quanh còn hơi lộn xộn, nhưng đã đỡ hơn trước đó nhiều hơn nữa ở giữa còn có thêm một con đường việt kỳ hơi trầm ngâm nhìn về phía diệp huyên nàng ấy không nói gì bấm tay một cái một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt diệp huyên sau đó nàng ấy đi đến nơi sâu trong đại điện bên trong đại điện còn có nội các nơi đó chính là chỗ nàng ấy nghỉ ngơi đến giữa trưa diệp huyên thức dậy hắn nhìn nhẫn chứa đồ trước mặt bên trong có một trăm nghìn linh thạch cực phẩm diệp huyên lắc đầu nở nụ cười số này có thể nói là vô cùng vô cùng ít với hắn nhưng nếu với một đệ tử bình thường như thế thật ra đã là nhiều rồi diệp huyên không nghĩ nhiều cất nhẫn chứa đồ tiếp tục bắt đầu sắp xếp qua việc sắp xếp và nghiên cứu hắn dần học được một vài nguyên lý và kinh nghiệm nguyên lý tìm kiếm sơ hở và kinh nghiệm nên sửa chữa kiếm kỹ như thế nào lúc này hắn đột nhiên phát hiện thập trượng nhất sát mà mình sáng tạo có vài chỗ thiếu sót nhưng lại không có cảm giác gì với nhất kiếm định sinh tử và nhất kiếm định hồn. Hai loại kiếm kỹ này cũng không thể xem như kiếm kỹ, mà là một loại tín niệm kiếm đạo. Lúc phát hiện thập trượng nhất sát có vài chỗ thiếu sót, Diệp Huyên cảm thấy mừng như điên, vì phát hiện khuyết điểm của mình tương đương với việc nâng cao bản thân. Người không sợ có khuyết điểm, chỉ sợ không biết khuyết điểm của mình. Hai ngày sau, lúc đang sắp xếp một quyển trục, Diệp Huyên chợt sững sờ. Kiếm ký bậc thiên Khoảng thời gian này hắn cũng từng sắp xếp kiếm ký bậc thiên, nhưng kiếm ký bậc thiên này có hơi khác, vì đây là một kiếm ký bậc thiên có liên quan đến không gian thuấn không nhất kiếm. Nếu tu luyện kiếm ký này đến tối đa, có thể sử dụng không gian để khiến kiếm khí của mình lập tức xuất hiện trước mặt kẻ thù, dùng để tấn công bất ngờ. Mà muốn học kiếm kỹ này nhất định phải sử dụng không gian đến trình độ cao nhất, ít nhất phải là cao thủ vạn pháp cảnh chân chính mới có thể làm được mà Diệp Huyên hắn rõ ràng phù hợp điều kiện, không chỉ thế, hắn còn có đạo tắc không gian, có thêm đạo tắc không gian, uy lực của kiếm kỹ này nhất định có thể mạnh lên gấp bội. Có thể học. Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, như nhớ đến điều gì, hắn vội vã tìm lời ghi chú của Việt Kỳ, tìm gần nửa canh giờ mới tìm thấy. Trên vải trắng viết, khá sáng tạo, tốn nhiều sức, nếu tu luyện được kiếm kỹ này, lúc sử dụng kiếm ký phải nhớ đừng cố dùng kiếm khí xuyên thấu không gian nên mượn không gian, để lực lượng không gian hình thành trợ lực, dùng cách này, tốc độ của kiếm ký có thể tăng lên gấp bội. Kiếm kỹ này rất mất sức, có thể vận hành kinh mạch để điều chỉnh nó. Một lát sau, Diệp Huyên cất vải trắng đi, khẽ thở dài phục. Phục. Hắn thật sự khâm phục Việt kỳ này, vì lời ghi chú của viết kỳ có thể giúp kiếm ký này mạnh hơn ít nhất một bậc. Tu luyện. Diệp Huyên dứt khoát chọn tu luyện, sau khi sắp xếp xong mọi thứ xung quanh hắn rời khỏi đại điện sau đó đi đến nơi sâu sau núi ở nơi đó có một cánh rừng trúc sau khi đi sâu vào trong rừng trúc diệp huyên bắt đầu ngồi thiền hắn bắt đầu nhớ lại thuấn không nhất kiếm kia chỗ khó nhất của thuấn không nhất kiếm chính là phải có trình độ rất sâu với không gian mà hắn lại rất phù hợp hơn nữa hắn còn có đạo tắc không gian thêm đạo tắc không gian này việc tu luyện của hắn sẽ càng thêm dễ dàng cứ thế hai canh giờ sau diệp huyên đang ngồi thiền dưới đất đột nhiên đứng lên thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất cách xa mười trượng một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện từ trong không gian ngay sau đó chỗ không gian đó xuất hiện một mũi kiếm chỉ có mũi kiếm không có thân kiếm diệp huyên hơi lúng túng rõ ràng là hắn thất bại rồi diệp huyên vẫn không từ bỏ lại tiếp tục cứ thế hắn thử hết lần này đến lần khác giữa trưa sáng hôm sau kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một giây sau, một vùng rừng trúc xung quanh hắn chợt bị chém nước ngang. Thuấn không nhất kiếm. Lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Huyên thầm nói không xong, chủ nhân của giọng nói này chính là Việt Kỳ. Diệp Huyên xoay người, Việt Kỳ đang đứng cách đó không xa. Việt Kỳ cứ nhìn hắn như thế, Diệp Huyên bị nhìn đến mức thấy ra đầu hơi tê dại, hắn chợt trở chợ nên nhanh trí, vội vàng nói việt sư tôn trước đó con tu luyện thế nào cũng không đúng cuối cùng sau khi nhìn thấy lời ghi chú của người tu luyện thử theo cách người nói không ngờ thật sự thành công rồi nghe vậy việt kỳ hơi ngơ ngác lời ghi chú của ta diệp huyên vội gật đầu sau đó hắn lấy một tấm vải trắng ra đưa tới trước mặt việt kỳ chính là cái này việt kỳ nhìn thoáng qua tấm vải trắng nàng ấy gật nhẹ đầu đúng là lời ghi chú của ta nhưng mà Nói đến đây, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm kỹ này nhất định phải là cao thủ vạn pháp cảnh chân chính mới có thể tu luyện, mà ngươi hình như chỉ mới là thần hợp cảnh. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Giải thích thế nào? Đây là một vấn đề. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 553 Con, Diệp Huyên. Việt Kỳ cứ nhìn Diệp Huyên như thế, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Diệp Huyên lại cảm nhận được một áp lực vô hình. Kiếm tiên. Đây chính là kiếm tiên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, thật ra, con chính là vạn pháp cảnh chân chính. Nói xong, hắn thể hiện hơi thở vạn pháp cảnh chân chính của mình ra. Việt Kỳ quan sát Diệp Huyên, nếu người đã là vạn pháp cảnh chân chính, thì vì sao phải che giấu hơi thở của mình? Diệp Huyên cười khổ, muốn khiêm tốn một chút việt kỳ lắc đầu không đúng lúc ngươi đến thương kiếm tông của ta cũng không hề khiêm tốn hơn nữa ngươi vừa đến đã muốn trở thành đệ tử chân truyền điều này chứng minh ngươi không hề muốn khiêm tốn chút nào diệp huyên cười khổ người này thật khó qua mặt việt kỳ đột nhiên nói không muốn nói cũng được ở lại đây không được rời đi lát nữa người chấp pháp của tông môn sẽ đến tìm ngươi ngươi đi nói chuyện với bọn họ đi nói xong nàng ấy xoay người bỏ đi lúc này diệp huyên vội vã chạy đến trước mặt việt kỳ cười khổ việt sư tôn che giấu cảnh giới thật sự là có nỗi khổ tâm cũng không phải là có ác ý với thường kiếm tông hơn nữa với năng lực của con cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với thường kiếm tông người thấy có đúng không việt kỳ nhìn diệp huyên có nỗi khổ tâm gì diệp huyên trần trừ một lát rồi đáp bị người đuổi giết việt kỳ nhìn thẳng vào diệp huyên vì sao lại bị người ta đuổi giết diệp huyên cười khổ việt sư tôn điều này rất quan trọng sao đương nhiên việt kỳ nói nếu ngươi làm chuyện tán tận lương tâm bị người ta đuổi giết là ngươi đáng chết còn nếu ngươi bị người ta ức hiếp hay đối xử bất công bị người ta đuổi giết thì lại khác diệp huyên vội vàng nói đương nhiên là cái sau việt kỳ lại hỏi ai đuổi giết ngươi diệp huyên nói ngự pháp cảnh chân chính còn có cao thủ bên trên việt kỳ cau mày vậy sao ngươi vẫn chưa chết diệp huyên việt kỳ quan sát diệp huyên lại nói nếu những gì ngươi nói là thật với thực lực của ngươi nên chết ít nhất trăm lần rồi diệp huyên cười nói có lẽ do con mạng lớn việt kỳ lắc đầu mà thôi mỗi người đều có bí mật của riêng mình nếu ngươi đã không phải làm chuyện không có tính người bị người ta đuổi giết bây giờ còn là đệ tử của thương kiếm tông ta vậy thì ngoan ngoãn ở đây làm việc đi Nói xong, nàng ấy xoay người đi mất. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Việt sư tôn. Việt kỳ dừng bước. Diệp Huyên đi tới trước mặt Việt kỳ, hắn chần trừ một lát, sau đó nói, thật ra, tên thật của con là Diệp Huyên. Lúc nói ra câu này, ngay cả hắn cũng ngây người, vì cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Huyên. Việt kỳ gật nhẹ đầu, hiểu rồi. Nói xong, nàng ấy lại tiếp tục bước đi diệp huyên đứng tại chỗ ngây người sau đó hắn lại vội vã chạy đến trước mặt diệp huyên hắn chỉ vào mình con diệp huyên việt kỳ khẽ nhíu mày ta đã biết tên thật của ngươi là diệp huyên rồi còn có vấn đề gì sao yết hầu diệp huyên lăn lộn sau đó nói việt sư tôn người chưa từng nghe tới tên con sao việt kỳ càng nhíu mày chặt hơn ngươi nổi tiếng lắm à diệp huyên việt kỳ không quan tâm đến hắn nữa đi thẳng về phía xa chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng trúc diệp huyên đứng ngẩn ra tại chỗ một lúc lâu sau đó hắn lắc đầu nở nụ cười mình đúng là thẳng thắn mà cuối cùng hắn cũng biết vì sao mình lại nói ra thân phận thật sự vào thời điểm đó rồi lương tâm rất nhiều lúc người có thể vô liêm sỉ nhưng rất nhiều lúc thì lại không thể vô liêm sỉ cũng phải chọn người Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục tu luyện thuấn không nhất kiếm. Vì có đạo tắc không gian, bây giờ việc tu luyện của hắn có thể nói là ngày càng thuận lợi, nếu thuấn không nhất kiếm này phối hợp với khí hỗn độn của hắn, dùng để ám sát chắc chắn là cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Bây giờ hắn hơi muốn thử ám sát cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Tự tin. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không nhịn được cười hì hì, vì hắn cảm thấy mình thật sự hơi tự tin. Nhưng hắn lại thích cảm giác này. Cảm giác vô cùng tự tin này. Sau khi trời tối, Diệp Huyên trở về đại điện, hắn đi đến trước nội điện, Việt Sư Tôn có muốn ăn gì không ạ? À? Không ăn. Đây là câu trả lời của Việt Kỳ. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi sang một bên lấy một cái bàn ra, bày một bàn đồ ăn, đều là những món hắn làm từ mấy nguyên liệu trong rừng. Thơm. Không phải thơm bình thường lúc diệp huyên muốn động đũa việt kỳ đột nhiên đi ra nàng ấy nhìn thoáng qua món ăn trên bàn cuối cùng nhìn về phía diệp huyên như đang đợi gì đó sao diệp huyên có thể không hiểu được lập tức vội vàng đứng lên đưa đũa đến trước mặt việt kỳ cười nói việt sư tôn nếm thử mấy món này thế nào đi ạ à? việt kỳ gật đầu nàng ấy nhận lấy đũa sau đó ngồi xuống trước bàn gắp một cây nấm lên cho vào miệng một lát sau nàng ấy chớp mắt gật đầu không tệ nói xong, nàng ấy lại liên tục gấp mấy lần. Thấy thế, Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, tạo mối quan hệ với Việt Kỳ này chắc chắn là rất có lợi với hắn. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nhìn về phía hắn, người cũng ăn đi. Diệp Huyên cười hì hì, sau đó lấy một đôi đũa ra bắt đầu ăn. Cứ thế hai người ăn hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đồ ăn trên bàn. Chương 554, ta nổi tiếng lắm à? rõ ràng việt kỳ đã rất lâu không ăn đồ ăn ngon như vậy rồi việt kỳ buông đũa xuống nàng ấy đứng dậy dường như nghĩ đến điều gì nàng ấy nhìn thoáng qua diệp huyên cơm nước sau này ngươi làm nói xong nàng ấy xoay người đi vào trong điện diệp huyên sau khi thu dọn diệp huyên tiếp tục sắp xếp kiếm ký công pháp trong đại điện dù thời gian đến thương kiếm tông rất ngắn nhưng diệp huyên lại thu hoạch được thật sự quá nhiều điều này cũng khiến hắn hiểu, tu luyện, không thể nhắm mắt làm liều, nhất định phải không ngừng học tập, học tập sở trường của người khác, chỉ có như vậy mới có thể khiến mình phát triển hơn. Khoảng thời gian sau đó, ngoài mỗi ngày không ngừng thu dọn thì hắn còn phải làm một chuyện, đó chính là nấu cơm. Việt Kỳ lần nào cũng khen không dứt miệng cơm hắn nấu. Sau chuyện này, Diệp Huyên đưa ra một kết luận, muốn nắm giữ trái tim của một cô gái thì phải nắm giữ được dạ dày của cô gái đó trước mà Diệp Huyên vất vả như thế cũng có thu hoạch, đó là thỉnh thoảng sẽ được Việt Kỳ chỉ bảo, không thể không nói, lời chỉ điểm của Việt Kỳ luôn rất chuẩn. Cứ thế, khoảng nửa tháng sau, một ông lão đột nhiên đi đến Vân Kiếm Phong. Ông lão đứng ngoài đại điện, hành lễ, Việt Sư Thúc, ta phụng lệnh tông chủ đến đây mời đệ tử chân truyền của Sư Thúc đến Đại Thừa Kiếm chờ đợi. Sau một thoáng im lặng, một âm thanh vang lên từ trong đại điện biết rồi ông lão hành lễ một lần nữa sau đó xoay người rời đi việt kỳ đi ra từ trong điện nàng ấy nhìn diệp huyên đang dọn dẹp đi đài thừa kiếm có lẽ có nhiệm vụ cần các ngươi làm nói xong nàng ấy tiện tay vung lên một thanh kiếm bậc chân thượng phẩm xuất hiện trước mặt diệp huyên cho ngươi mượn dùng tạm một lát nói xong nàng ấy xoay người đi vào trong điện nhiệm vụ diệp huyên nghi người còn phải làm nhiệm vụ à một lát sau hắn thoải mái trở lại ở trong tông môn dưới tình huống bình thường đều có một vài nhiệm vụ cần đệ tử tông môn làm mục đích đương nhiên là để rèn luyện rèn luyện năng lực sinh tồn vào sức chiến đấu của một cá nhân nếu vẫn luôn ở trong tông môn tu luyện không tiếp xúc với thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ trở thành kẻ ngốc một lát sau diệp huyên cất thanh kiếm trước mắt đi đến đài thừa kiếm đài thừa kiếm nằm trên một ngọn núi đơn độc núi rất cao chỉ sau vân kiếm phong, trên đỉnh núi có một bệ đá lớn, trên bệ đá có một thanh cự kiếm, cự kiếm cao tới 10 trượng, rộng 30 trượng, dựng thẳng tắp như muốn đâm thủng bầu trời. Lúc Diệp Huyên đi tới đài thừa kiếm, nơi này đã có hai người, một nam một nữ, tuổi đều không lớn lắm, khoảng 20 tuổi. Người đàn ông mặc trường bào một xanh lam, cô gái mặc váy dài màu xanh nhạt, sau lưng hai người đều đeo một hộp kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyên, hai người chắp tay với hắn, xem như chào hỏi diệp huyên cũng vội chào lại ba người im lặng đứng đợi không ai nói chuyện diệp huyên cảm thấy hơi nhàm chán hắn đi tới bên cạnh người đàn ông vị huynh đài này xương hô thế nào người đàn ông nhìn thoáng qua diệp huyên sau đó nói huyền kiếm phong bách lý vân diệp huyên ra vẻ khiếp sợ hóa ra huynh chính là bách lý vân của thương kiếm tông bách lý vân ngây người sau đó hỏi huynh từng nghe đến ta à Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên, thật không dám giấu giếm, ta vừa gia nhập Thương Kiếm Tông. Trước khi đến Thương Kiếm Tông, ta đã từng nghe nói đến Bách Lý Huynh rồi. Người bên ngoài ai không biết Bách Lý Vân Huynh mà. Bách Lý Vân trước mắt, ta nổi tiếng lắm à. Vẻ mặt Diệp Huyên cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nổi tiếng, ai không biết Bách Lý Huynh chính là hy vọng trong tương lai của Thương Kiếm Tông ta chứ. Bách Lý Vân vội nói, chuyện này, dù có chút đạo lý, nhưng ta là người tu kiếm phải biết khiêm tốn diệp huyên lúc này bách lý vân đến gần diệp huyên hơn một chút lại hỏi ừm à người bên ngoài còn nói gì về ta thế diệp huyên đang muốn nói chuyện lúc này chân trời xa xa chợt vang lên tiếng kiếm reo sau đó một cô gái ngự kiếm đi tới từ chân trời xa xa thanh kiếm xuyên qua bầu trời cô gái ngự kiếm vững vàng dừng lại trên đài thừa kiếm với một tư thế tuyệt đẹp sau khi hạ xuống, cô gái nhảy xuống thanh kiếm, ngón tay cong lại, thanh kiếm màu xanh biếc kia biến thành một tia kiếm quang đi vào giữa lông mày nàng ta. Nàng ta rất xinh đẹp, vóc người vô cùng uyển chuyển, khiến người ta không nhịn được muốn ôm một cái. Là Lam Vũ Sư Tỷ. Bách Lý Vân bên cạnh Diệp Huyên nói, Lam Vũ Sư Tỷ rất lớn hại, nghe nói nhiều nhất một năm nữa, tỷ ấy đã có thể đạt đến kiếm hoàng. Diệp Huyên vội hỏi, Bách Lý Huynh, huynh và tỷ ấy ai lợi hại hơn bách lý vân trần trừ một chút sau đó nói nếu tỷ ấy không sử dụng kiếm ta và tỷ ấy có thể ngang bằng nhau diệp huyên không nhịn được thầm thấy khinh bỉ cái tên này không ngờ lại có thể mặt dày đến thế lúc này một ông lão xuất hiện trên đài thừa kiếm ông lão nhìn bốn người diệp huyên lần này sau khi các ngươi ra ngoài chỉ cần nghe theo lệnh của lam vũ sư tỷ cố gắng phối hợp với nàng hoàn thành nhiệm vụ lần này nếu hoàn thành chắc chắn có thưởng, nếu thất bại nhất định sẽ phạt. Bây giờ thì đi đi. Ông lão vừa dứt lời, Lam Vũ đã ngự kiếm bay thẳng lên may. Cô gái bên cạnh Diệp Huyên cũng ngự kiếm bay lên trời, ngay cả Bách Lý Vân cũng thế. Ba người nhanh chóng biến mất trong đám mây. Nhưng Diệp Huyên lại không có động tĩnh. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có vấn đề gì à? Mặt Diệp Huyên đen lại, vấn đề của lão tử lớn lắm đây. Ta đâu có biết ngự kiếm. mươi 555, ta bảo cô ngu xuẩn. Đường đường là kiếm hoàng mà không biết ngự kiếm, đến bản thân Diệp Huyên cũng cảm thấy xấu hổ. Đời này nhục nhất không gì bằng. Thấy hắn không nói lời nào, lão già cau mày, vì sao không đáp? Hắn đành giả là cười một phen, à thì, trưởng lão à, ta, ta không biết ngự kiếm. Lão già ngẩn ra, hỏi lại ngươi không biết ngự kiếm thấy diệp huyên gật đầu đôi mày ông ta nhíu lại càng chặt đùa kiểu gì đấy diệp huyên vội giải thích ta mới vào thương kiếm tông chưa được nửa tháng sư tôn chưa kịp dạy thuật ấy việt sư thúc à lão già lẩm nhẩm sau một hồi im lặng việt sư thúc rồi ông ta nói với diệp huyên không biết ngự kiếm là chuyện lớn đúng lúc ấy một tia kiếm quang từ trên trời lao xuống bách lý vân xuất hiện hỏi diệp huyên với vẻ khó hiểu an diệp huynh sao không theo cùng diệp huyên lão già thay hắn đáp hắn chưa học ngự kiếm bách lý vân ngây ra một thoáng rồi cười xòa không sao cả thuật ngự kiếm cũng không khó về sau huynh học cũng không muộn còn bây giờ nếu huynh không chê có thể ngự kiếm cùng ta diệp huyên gật đầu vậy làm phiền bách lý huynh đưa ta một đoạn đối phương bật cười, khách khí. Một thanh kiếm xuất hiện, lơ lửng giữa không trung theo cái vung tay của Bách Lý Vân. Hắn ta nhảy lên, vững vàng đứng trên thân kiếm rồi nhìn Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên đã yên vị sau Bách Lý Vân, kiếm lập tức lao vút vào tầng mây. Trái tim Diệp Huyên rộn ràng vang lên như trống trận, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thanh kiếm như ngôi sao băng lao về phía chân trời, để lại thương kiếm tông càng lúc càng nhỏ bé đằng sau, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp hai người kia lam vũ dừng lại một thoáng nói với diệp huyên và bách lý vân theo ta nói xong nàng ta hóa thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời với tốc độ cực nhanh cô gái còn lại dường như không phục mà cũng bất thình lình tăng tốc mất hút trong trước mắt bách lý vân thở dài lam vũ sư tỷ lợi hại thật tốc độ ngự kiếm hơn xa chúng ta nhưng mà cũng chịu thôi bởi vì kiếm của tỷ ấy là bậc chân đỉnh cao có thể xem như bán bộ bậc thiên rồi diệp huyên hỏi tốc độ ngự kiếm có liên quan đến kiếm nữa ư bách lý vân gật đầu tất nhiên rồi chất lượng kiếm quyết định nó có thể chứa đựng bao nhiêu sức mạnh kiếm xấu thì tốc độ ngự kiếm tất nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều ngoài ra tốc độ cũng có liên quan đến sức mạnh bản thân nữa ngày sau sư tôn ngươi sẽ dạy cho ngươi những thứ này diệp huyên gật gù Chuyến đi lần này, hắn quả thật đã học được quá nhiều điều. Kiếm đạo của cô gái bí ẩn kia quá cao siêu, không phù hợp lắm trong thời điểm hiện tại, khi điều hắn cần làm là đi từng bước vững trái chứ không phải khoa trương. Khoảng nửa giờ sau, bốn người bay đến một hòn đảo nhỏ dưới sự hướng dẫn của Lam Vũ. Khi đặt chân xuống rồi, Lam Vũ nói với ba người kia, "Đảo này có tên Vạn Dư, là tài sản của Thương Kiếm Tông chúng ta." trên đảo và xung quanh có rất nhiều linh khoáng phong phú cũng như thiên tài địa bảo. Nhưng người của ta chấn thủ nơi này bỗng nhiên mất tích vào hôm qua, chúng ta đến đây để điều tra chuyện này. Diệp Huyên lên tiếng, người chấn thủ đã đạt đến cảnh giới nào? Lam Vũ nhìn hắn, đáp ba vị ngự pháp cảnh, sáu vị vạn pháp cảnh. Diệp Huyên nghe vậy thì nhíu mày, nếu đối phương có thể khiến chín người ấy biến mất, chứng tỏ hoặc hắn đã đến ngự pháp cảnh chân chính, hoặc chúng áp đảo về số lượng. Ta nghĩ bốn người chúng ta nên lập tức rời khỏi đây, bắt tay điều tra từ chỗ khác, không nên lỗ mãng trực tiếp đặt chân lên đảo thế này. Lam Vũ nhăn mặt, sao? Ngươi sợ à? Diệp Huyên Kiên nhẫn đáp, Lam sư tỷ, đây không phải sợ, mà là làm việc có tính toán. Hắn vừa nói vừa nhìn bốn phía, chẳng lẽ mọi người chưa nhận ra ư? Từ lúc chúng ta xuất hiện, bốn bề không có chút động tĩnh nào trời tuy có gió nhưng dòng nước vẫn phẳng lặng như vậy lam vũ bỗng sấn đến trước mặt hắn người sợ thì cứ việc đi cô ta điên à diệp huyên suýt nữa đã dáng cái bạt tai vào mặt nàng ta bách lý vân đành làm người hòa giải lam vũ sư tỷ an diệp huynh mọi người đều là phe ta cả mà không nên làm mất hòa khí như vậy Và lại chúng ta đều có chung nhiệm vụ điều tra ai đang ra tay với thương kiếm tông ta không phải sao Lam Vũ lạnh lùng liếc Diệp Huyên, ngươi tưởng ta không biết ư. Kiếm tu chúng ta phải luôn luôn tiến về trước, gặp chuyện gì cũng phải đối mặt, không được trốn tránh. Chỉ có vậy, kiếm của chúng ta mới bách chiến bách thắng. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, bảo thủ. Lửa giận bốc lên, kiếm trong tay Lam Vũ tung ra, chĩa thẳng vào hắn, ngươi nói gì. Có gan lặp lại xem. Diệp Huyên thở ơ, ta nói cô ngu xuẩn. Láo sược. Lam Vũ đâm kiếm về trước, kiếm quang như những tia chớp dư tận đổ ập xuống đầu Diệp Huyên. Nhưng khi nó bổ xuống, hắn đã nhảy ra xa mười trượng. Lam Vũ bất ngờ, đoạn nhếch môi cười khẩy cũng có tài đấy. Trước khi nàng ta kịp ra tay lần nữa, Bách Lý Vân đã bổ nhào đến chắn đường, Lam Vũ sư tỷ đừng xúc động. Nếu chỉ vì chuyện vặt vãnh mà đả thương đồng môn, khi trở về tuyệt đối sẽ bị trục xuất. Trước nguy cơ ấy, Lam Vũ mới chịu cau mày dừng lại. Chương 556, ta là Diệp Huyên. Thương kiếm tông nghiêm cấm nội đấu, nếu có mâu thuẫn có thể nhờ trưởng lão đến hòa giải, nếu vẫn không được thì xin khiêu chiến sinh tử, nhưng trường hợp này cũng đã tuyệt tích trong gần trăm năm qua rồi. Một tông môn để mâu thuẫn tồn tại sẽ ngập chìm trong chướng khí mịt mờ, vậy vì một khi có ai tranh cái vô lý hoặc cố tình gây sự, thương kiếm tông sẽ lập tức tống cổ kẻ ấy. Lam Vũ im lặng một hồi, tặng Diệp Huyên một cái liếc sắc lẻm như dao cạo rồi nhấc chân đi vào bên trong đảo. Cô gái còn lại của Nguyệt cũng nhìn Diệp Huyên một cái trước khi đi theo. Bách Lý Vân lại đi đến, vỗ vai Diệp Huyên, an huynh à, tính tình Lam Vũ sư tỷ không được tốt, huynh đừng chấp nhặt. Hơn nữa sư tỷ đã tu đến huyền kiếm đỉnh cao, không dễ chọc đâu. Diệp Huyên chỉ lắc đầu cười cười, thì ta cũng đâu dễ chọc, ha ha. Bách Lý Vân cười nói, An Huynh mà giữ thì trên đời này chẳng còn ai hiền lành cả. Thôi, chúng ta đi theo đi, vì mâu thuẫn nội bộ mà không tương trợ đồng môn chính là Phạm Đại Kỳ. Nói xong, hắn ta lôi Diệp Huyên đi. Dọc theo đường đi, sắc mặt Diệp Huyên không thư giãn được cho dù chỉ một giây, bởi vì trực giác của hắn nói rằng nơi này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không lâu sau đó, bốn người họ dừng bước trước một cung điện màu đen thấy ba người còn lại lập tức cau mày diệp huyên hỏi sao vậy bách lý vân thấp giọng đáp trước kia không hề có cung điện nào ở đây cả không phải nói là trước hôm qua thì không có không có ư ừ. diệp huyên quan sát cung điện thấy cánh cửa mở toang nhưng lại không nhìn rõ bên trong đi thấy lam vũ chưa gì đã muốn cắm đầu nhào vào diệp huyên lên tiếng không nên Lam Vũ tức mình quát lên, thứ ham sống sợ chết nhà ngươi. Thì Diệp Huyên bỗng khoát tay một cái, được rồi, cô muốn thì vào trước đi. Sự khinh bỉ tràn ngập trong ánh mắt nàng ta, đã xấu còn thích gây sự, tham sống sợ chết. Sau đó, nàng ta dứt khoát chui vào cung điện. Cổ Nguyệt lại liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng lần này không đi theo Lam Vũ. Bách Lý Vân do dự một hồi, Cổ Nguyệt sư muội, An Huynh, chúng ta có nên theo vào không? nhưng diệp huyên chưa kịp mở miệng thì đã nghe một âm thanh đinh tai vang lên trong cung điện bóng dáng xinh đẹp của lam vũ bắn ra nhưng nàng ta cả người đầy thương tích vai trái đã nứt ra cả cánh tay lạc lìa như muốn rớt xuống theo sau nàng ta là một tên hủ nhân thối xấu xí vô cùng nhưng lại có tốc độ cực nhanh lam vũ vừa bước khỏi cung điện nó đã ập đến ngay sau lưng nếu ăn phải một quyền hẳn chỉ còn nước bị chia năm xẻ bảy lam vũ không dám chạy nữa xoay người vung kiếm. Dình! Nàng ta bị sung kích từ vụ nổ ép bay đi mười mấy trượng, còn chưa kịp đứng vững thì hủ nhân kia đã lại lao tới. Đúng lúc ấy, Cổ Nguyệt và Bách Lý Vân lập tức rút kiếm. Hai tia kiếm quang vọt đến hủ nhân, nó chỉ dơ nắm đấm nện xuống. Dầm! Kiếm quang lập tức bị đẩy văng đi. Bất thình lình, mặt đất chấn động kịch liệt, hai mươi mấy hủ nhân đội đất mà lên trong vẻ mặt kinh hoàng của ba người Lam Vũ. Diệp Huyên không nao núng, toàn ra tay thì đã thấy Lam Vũ bóp nát một lá bùa truyền âm. Một luồng âm thanh phóng vút lên cao, sau đó, không có gì xảy ra. Thấy lá bùa dùng để cầu cứu vị cường giả thương kiếm tông âm thầm theo họ đến trong nhiệm vụ này cũng vô dụng, sắc mặt Lam Vũ trắng bệnh như tờ giấy. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên gần đó, người cầu cứu người này à cả bốn người quay phát lại, nhìn thấy một thanh niên tóc đỏ đang chậm rãi đi tới, sách theo một cái đầu đầm đìa máu trong tay. Cái đầu ấy thuộc về vị trưởng lão thương kiếm tông đã dặn dò họ trước khi đến đây, một cường giả ngự pháp cảnh. Ba người lam vũ ai nấy đều mặt cắt không còn hột máu. Thanh niên tóc đỏ nhe răng cười, tự giới thiệu một chút, ta đến từ Thanh Châu, là viện trưởng học viện Thương Lan Diệp Huyên. Diệp Huyên chính chủ đang đứng tại đó cũng nghịch mặt ra, tự hỏi thứ quái quỷ gì thế này. chương 557, ông đây kiêu ngạo thế đấy. Diệp Huyên Không thể không nói lúc này Diệp Huyên có chút sững sờ. Nếu là trùng tên thì cũng không phải không có khả năng, nhưng đây hoàn toàn không phải trùng tên, đối phương không chỉ nói mình đến từ Thanh Châu, còn là viện trường học viện Thương Lan. Đây là đang giả mạo hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng lạnh lẽo, hắn đã ngửi thấy mùi âm mưu. Nghe người đàn ông tóc đỏ nói vậy, cách đó không xa, mặt Lam Vũ biến sắc, nàng ta nhìn gã với vẻ kinh hãi, ngươi, ngươi chính là Diệp Huyên, người bị liên minh hộ giới truy ná. Người đàn ông tóc đỏ nhếch mép cười, trong miệng đầy răng đỏ, gá bước chậm về phía Lam Vũ thế nào, có vấn đề. Lam Vũ nhìn chầm chầm vào người đàn ông tóc đỏ, Diệp Huyên, thương kiếm tông ta không có ân oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại muốn trở thành kẻ thù của thương kiếm tông ta? Người đàn ông tóc đỏ nở nụ cười tàn ác, ta gai mắt thương kiếm tông ngươi, được chưa? Càn rỡ. Lam Vũ giận dữ quát, Diệp Huyên, ngươi quá càn rỡ. Người đàn ông tóc đỏ vẫy tay với Lam Vũ, cười đáp, Diệp Huyên ta ngang ngược thế đấy, không phục thì lại đây đánh ta đi. Lam Vũ đang định nói, Diệp Huyên ở cách đó không xa chợt lên tiếng, đại tỷ, gã nói gã là Diệp Huyên, cô tin liền à. Nếu ta nói ta là cha gã, cô có tin không? Lam Vũ Trừng Diệp Huyên, nàng ta định nói thì người đàn ông tóc đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên như một bóng ma, gã nhìn Diệp Huyên, trên mặt là nụ cười âm u, người có vẻ rất kiêu ngạo. Diệp Huyên chỉnh lại quần áo, sau đó nghiêm mặt nói, ông đây kiêu ngạo thế đấy, không phục thì lại đây đánh ta đi. Người đàn ông tóc đỏ cười nhếch mép, mong rằng bản lĩnh của ngươi cũng cứng như miệng ngươi vậy suốt lời gã vừa định ra tay thì lúc này diệp huyên đột nhiên nói khoan đã người đàn ông tóc đỏ dừng lại có lời trăng chối gì sao diệp huyên nghiêm mặt bảo lỡ như ta thật sự là cha ngươi thì sao ta nói là lỡ như chuyện gì cũng có khả năng mà trên mặt người đàn ông tóc đỏ vẫn giữ nụ cười nhưng nụ cười này cực kỳ lạnh lẽo ngươi đã thành công chọc giận ta ta. Nhưng vào lúc này, trong tay Diệp Huyên bỗng xuất hiện một thanh kiếm, sau đó hai tay hắn cầm kiếm chém xuống. ầm um. Sau một nhát kiếm, người đàn ông tóc đỏ trước mặt Diệp Huyên đột nhiên biến thành làn xương máu rồi nổ tung. Nhưng vẻ mặt Diệp Huyên lại có chút nặng nề, bởi vì người đàn ông tóc đỏ đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, chẳng qua lúc này vẻ mặt của gá cũng hơi khó coi, hiển nhiên nhát kiếm vừa rồi tuy không giết gá, nhưng vẫn gây ảnh hưởng nhất định cho gá người đàn ông tóc đỏ nhìn diệp huyên trầm chầm trầm chầm, ngươi dở thủ đoạn diệp huyên không để ý tới gá hắn quay mặt về phía ba người bách lý vân ba người đi về báo tin bách lý vân lập tức lắc đầu không sao ta có thể để huynh ở lại đây một mình muốn đi thì cùng đi lam vũ ở bên cạnh lại đột nhiên nói lúc này còn bảo thủ cái gì về báo tin mới quan trọng nói xong nàng ta ngự kiếm bay thẳng lên trời nhưng lúc này người đàn ông tóc đỏ trước mặt diệp huyên chợt vung tay lên một mũi tên máu xuyên qua không trung trên bầu trời mặt lam vũ biến sắc nàng ta lập tức cầm kiếm chém xuống nhưng mũi tên máu xuyên thủng qua thanh kiếm sau đó đâm vào ngực nàng ta ầm uhm. trong nháy mắt thân thể lam vũ lập tức nổ tung nhưng linh hồn nàng ta vẫn ổn lúc này linh hồn của nàng ta đang được một luồng sáng đỏ bao bọc chặt chẽ trong mắt người đàn ông tóc đỏ lóe lên vẻ kinh ngạc kính hộ hồn, bảo bối như vậy mà lại để thứ rác rưởi như ngươi sử dụng, đúng thật là lãng phí. Trên không trung, Lam Vũ đã chuyển sang thể linh hồn không để ý tới người đàn ông tóc đỏ, mà là nhìn Diệp Huyên ở phía dưới một cách thù hẳn, sao ngươi không ngăn cản gã. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó trả lời, xin cô đấy, oan có đầu, nợ có chủ, là do gã phá hủy thân thể cô, cô trách ta làm gì cô tìm gá đi chứ. Lam Vũ nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, nàng ta lập tức hóa thành một đường hư ảo biến mất ở phía chân trời mênh mông dưới sự hộ tống của luồng sáng đỏ. Tại chỗ, Diệp Huyên lắc đầu, không ngờ ta lại gặp phải một người kỳ quái như thế. Năm nay thật là xui xẻo. Nói xong, hắn quay sang nhìn Bách Lý Vân và Cổ Nguyệt, mau về đi, nơi này giao cho ta nếu các người ở lại đây, trái lại sẽ trở thành gánh nặng của ta thôi. Bách Lý Vân và Cổ Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bách Lý Vân trầm giọng bảo An Huynh cố gắng kiên trì, hai chúng ta lập tức về tông tìm người tới cứu huynh. Nói xong, hai người ngự kiếm bay lên trời. Phía dưới, người đàn ông tóc đỏ lại vung tay lên, hai mũi tên máu đuổi theo Bách Lý Vân và Cổ Nguyệt. Nhưng hai mũi tên máu này vừa bay ra đã bị hai tia kiếm quang chém vỡ. Thấy vậy, Bách Lý Vân và Cổ Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai người vội vàng tăng tốc, chỉ chốc lát họ đã biến mất ở phía chân trời vô tận. Bên dưới, người đàn ông tóc đỏ nhìn Diệp Huyên cười nói, không ngờ ta lại mắt mù. Diệp Huyên nhìn gá, người không phải Diệp Huyên, tại sao lại giả mạo Diệp Huyên? Ồ! Người đàn ông tóc đỏ khẽ nhếch môi, sao ngươi biết ta không phải Diệp Huyên? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, con người Diệp Huyên phong thái hiên ngang, anh Tuấn phóng khoáng, tài trí hơn người, phong lưu hào phóng. Loại người này nghìn năm mới có một, sao có thể không đứng đắn như ngươi được. Người đàn ông tóc đỏ sững sờ, ta cũng đã nhìn thấy chân dung của Diệp Huyên. Nói thật, ngươi khen hắn như vậy không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao. Diệp Huyên cầm trường kiếm chĩa lệch xuống đất, ông đây không nhiều lời với ngươi nữa. Hỏi ngươi lần cuối, Tại sao ngươi lại muốn giả mạo một người ưu tú như thế để đi làm việc ác? Người đàn ông tóc đỏ cười bảo, ta không nói cho ngươi biết đấy. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên giẫm chân phải. Chương 558 là do Diệp Huyên làm. Thập trượng nhất sát. Kiếm này vừa ra, vẻ mặt người đàn ông tóc đỏ lập tức thay đổi, sau đó một luồng xương máu ngưng tụ lại trước mặt gã, mà luồng xương máu này đã chặn lại chiêu kiếm tuyệt sát của diệp huyên nhưng một kiếm này lại khiến gã lùi nhanh lại không chỉ vậy luồng xương máu cũng đang trở nên hư ảo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đúng lúc này diệp huyên đột nhiên xòe tay ra lại thêm một thanh kiếm bậc thiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ngay sau đó kiếm chợt biến mất thuấn không nhất kiếm khi một kiếm này biến mất luồng xương máu trước mặt người đàn ông tóc đỏ ở phía xa lập tức nổ tung một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày gá. Nhưng nó lại bị một lớp giáp máu mỏng cản lại. Giáp bậc thiên. Mặc dù bị ngăn cản, nhưng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong kiếm lại khiến giáp máu bị lõm sâu, phần giữa hai đầu lông mày người đàn ông tóc đỏ cũng bị lõm theo. Gã điên cuồng lùi lại để giảm bớt lực lượng ẩn chứa trong kiếm Diệp Huyên. Nhưng lực lượng đó thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức gã không thể phá hủy nó. Nhưng lúc này, người đàn ông tóc đỏ đột nhiên giận dữ gào lên chân phải gá dẫm mạnh xuống đất mặt đất rung chuyển theo sau đó gá mượn lực lượng của đất để dừng lại nhưng giáp máu giữa lông mày gá đã nứt ra như mạng nhện vào khoảnh khắc gá dừng lại diệp huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt gá nhìn thấy diệp huyên người đàn ông tóc đỏ vội vàng nói vị huynh đệ này kẻ hèn là thiếu tông chủ của hủ thi tông lần này được liên minh hộ giới nhờ vả nên mới đến đây việc vu oan giá họa cho Diệp Huyên cũng được liên minh hộ giới nhờ làm. Nhưng lúc này kiếm của Diệp Huyên đã đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này xuyên thủng qua huyết kiếm của người đàn ông tóc đỏ và đầu gã. Cơ thể người đàn ông tóc đỏ trở nên cứng đờ, gã nhìn Diệp Huyên một cách thù hẳn, ngươi. Ta nói rồi, ngươi vẫn giết ta. Diệp Huyên lắc đầu, hai ta đều là người trưởng thành, đừng ngây thơ như thế. Không giết ngươi, chẳng lẽ giữ ngươi lại để sau này ngươi tới hại ta sao? Nói xong, hắn vung kiếm, đầu người đàn ông tóc đỏ văng thẳng ra ngoài. Ngay khi đầu gá văng ra ngoài, một dấu ấn màu đỏ máu đột nhiên bay vào giữa hai đầu lông mày Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, thứ gì đây? Ngay sau đó Diệp Huyên đã hiểu. Đây là một loại dấu ấn, có nghĩa là hắn giết người đàn ông tóc đỏ, thế lực sau lưng gá có thể tìm hắn thông qua dấu ấn này diệp huyên nghĩ ngợi sau đó hắn khởi động tháp giới ngục chỉ sau một nháy mắt dấu ấn màu đỏ máu đã bị tháp giới ngục bước ra khỏi đầu hắn diệp huyên vung tay phải lên một tia kiếm quang bọc lấy dấu ấn màu đỏ máu diệp huyên cất dấu ấn không biết hắn nghĩ tới điều gì mà lập tức cười khà khà dường như nghĩ đến gì đó hắn nhìn xung quanh hai mươi mấy cái xác thối giữa lại không nhúc nhích hiển nhiên sau khi người đàn ông tóc đỏ chết những cái xác này đã là vật không chủ. Diệp Huyên vội vàng lấy đi nhẫn chứa đồ của người đàn ông tóc đỏ. Sau một hồi lục lọi, hắn mừng rỡ, vì hắn tìm được một bản công pháp tên là Hủ Thi Kinh trong nhẫn chứa đồ, mà trong đó có cách khống chế những cái xác này. Kiếm buồn rồi. Diệp Huyên cười khà khà, 20 cái xác thối giữa này, mỗi cái xác cũng ít nhất là vạn pháp cảnh, hơn nữa thân thể đặc biệt, linh khí bình thường khó làm nó bị thương nếu khống chế được hai mươi cái xác thối giữa này sau đó tiếp tục đào tạo chúng đạt tới ngự pháp cảnh chúng có thể là một trợ giúp lớn cho hắn thật ra có đôi khi đánh nhau phải dựa vào nhiều người ngoài ra việc này cũng cảnh tỉnh hắn liên minh hộ giới chưa quên hắn đối phương vẫn đang tìm hắn chẳng những tìm mà còn phái người đến giả mạo hắn bôi xấu thanh danh của hắn để hắn gây thủ chuốc oán ở khắp nơi liên minh hộ giới Diệp Huyên cười khẩy, giữa hắn với Liên Minh hộ giới cũng được coi như không chết không ngừng. Nhưng bây giờ sự chênh lệch giữa thực lực của hắn và Liên Minh hộ giới còn rất lớn, tạm thời không thể dùng sức mạnh. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu giải quyết tốt hậu quả vì có lẽ các cao thủ của Thương Kiếm Tông đã sắp đến. Tay phải hắn vung kiếm lên, cắt thi thể người đàn ông tóc đỏ thành mười mấy mảnh, sau đó ghép thành hai chữ Diệp Huyên to đùng. Sau khi làm xong tất cả những việc này, hắn lại vội vàng cất đi những cái xác thối giữa xung quanh, sau đó hắn chờ đợi, đợi cao thủ thương kiếm tông đến. Khoảng gần 8 phút sau, hai tia kiếm quang xuất hiện ở phía chân trời, lòng Diệp Huyên run lên, đến rồi. Ngay sau đó, một ông lão và một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hắn vội vàng thi lễ, bái kiến hai vị trưởng lão. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, chết hết rồi à. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão hỏi, ngươi làm? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, không, không phải ta làm, là do Diệp Huyên làm. Nói xong, hắn chỉ vào hai chữ to đùng đỏ như máu trên mặt đất. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn mặt đất, một lát sau hắn ta nhíu mày nhìn sang Diệp Huyên, có thật là không phải ngươi làm không? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, ta thề, thật sự là do Diệp Huyên làm nếu ta nói dối nửa câu sẽ bị xét đánh. chương 559, người tìm gá, tìm gá đi chứ. Sau khi nghe Diệp Huyên nói xong, ông lão và người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người đàn ông trung niên lại hỏi, vậy tại sao Diệp Huyên lại xuất hiện ở đây? Diệp Huyên lắc đầu, thưa trưởng lão, đệ tử cũng không biết. Nhưng theo đệ tử đoán, việc này rất có thể liên quan đến việc người đàn ông tóc đỏ giả mạo hắn người đàn ông trung niên còn muốn hỏi gì đó ông lão bên cạnh đột nhiên nói người đàn ông tóc đỏ có thể giết chết một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính có thể thấy thực lực của gã không phải bình thường mà trước đó ngươi lại bảo ba người bách lý vân đi trước hơn nữa còn ngăn cản thành công người đàn ông tóc đỏ này ngươi có lời nào để nói về việc này không diệp huyên cười khổ trường lão nếu chỉ là ngăn cản đệ tử nghĩ việc này cũng không có vấn đề gì lớn cho lắm ông lão nhìn diệp huyên trầm trầm vậy khi lam vũ sư tỷ của ngươi đi tại sao ngươi không ngăn cản người đàn ông tóc đỏ mà mặc cho nàng ấy bị gã chém nát thân xác nghe vậy lòng diệp huyên run lên hóa ra đây mới là mục đích thật sự của ông lão diệp huyên cười đáp vị trưởng lão này nói chuyện phải có lương tâm chứ đáng lý ra lam vũ là sư tỷ nàng ta nên chủ động ở lại bảo vệ ba chúng ta mới đúng còn nàng ta thì sao sau khi gặp nguy hiểm nàng ta không chỉ không ở lại mà còn chọn cách chạy trốn nói tới đây hắn quay sang nhìn người đàn ông trung niên vị trưởng lão này người nghĩ cách làm của lam vũ sư tỷ có đúng không người đàn ông trung niên chưa kịp nói thì ông lão đã lên tiếng ta không hỏi ngươi cái khác ta chỉ hỏi ngươi tại sao không ngăn cản người đàn ông tóc đỏ mà lại mặc cho gã chém nát thân xác của lam vũ ngươi trả lời câu này hiểu không giọng ông ta đã lạnh đi Diệp Huyên nhìn ông lão, cười nói, trưởng lão, ta cũng rất đau lòng khi Lam Vũ Sư Tỷ bị chém nát thân xác mà. Nhưng vấn đề là không phải do ta chém nát thân xác nàng ta, tại sao người cứ nằng nặc hỏi ta nhỉ? Dứt lời, hắn chỉ vào thi thể người đàn ông tóc đỏ dưới đất, người tìm gá, tìm gá đi chứ. Ông lão nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên, rõ ràng ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi lại không ra tay. Việc ngươi làm chẳng khác gì ám hại đồng môn, mà ám hại đồng môn phải chịu hình phạt vạn kiếm lăng trì nghe thế mặt diệp huyên lập tức lạnh đi thứ nhất là do nàng ta ngu xuẩn trước đó ta đã nhắc nhở nàng ta ở đây có nguy hiểm cần phải cẩn thận tiếc là nàng ta không nghe thứ hai khi gặp nguy hiểm nàng ta là sư tỷ chẳng những không chọn gách vác trách nhiệm bảo vệ đồng môn ngược lại chọn làm người chạy trốn đầu tiên đây là bất nghĩa thứ ba nàng ta thậm chí không đỡ được một đòn của người đàn ông tóc đỏ đây là yếu ta rất tò mò, rốt cuộc là loại sư tôn gì mới có thể dạy ra một thứ rác rưởi thế này. Nói đến đây, hắn giả vờ giận mình, đừng nói là trưởng lão đấy. Lão sược. Vẻ mặt ông lão lập tức trở nên lạnh lẽo, cùng lúc đó tay phải ông ta vung lên, một luồng kiếm thế nghiền ép về phía Diệp Huyên. Kiếm thế kiếm tiên. Thế này cuộn quét như mưa to gió lớn, mặt đất nơi Diệp Huyên đứng bị nó chấn nứt. Hơn nữa Diệp Huyên lập tức cúi xuống, không chỉ cúi xuống mà còn cúi sát chân, nhưng không lâu sau hắn lại gắng gượng đứng lên. Thấy vậy, trong mắt người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão áo đen hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà trong mắt ông lão cũng có chút kinh ngạc, sau đó ông ta nâng tay phải lên rồi đè mạnh xuống, luồng uy thế kia lập tức tăng vọt. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém một nhát. Bùm! Khi tiếng nổ vang lên, thế kia lập tức vỡ nát bản thân diệp huyên cũng bị chấn lùi lại hơn mấy chục trượng vừa dừng lại một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn trên không trung ông lão lạnh lùng nhìn diệp huyên đúng là hơi coi thường ngươi rồi ngươi coi khinh trưởng lão nói năng lỗ máng hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế để cảnh cáo cả tông suốt lời ông ta gặp ngón tay một thanh phi kiếm bay xuống với tốc độ cực nhanh như một tia chớp giật phía dưới vẻ mặt diệp huyên hơi dư tợn huyền khí đang sôi trào trong cơ thể hắn đối mặt với một vị kiếm tiên hơn nữa còn là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính hắn không hề dám nương tay nếu nương tay thì chỉ có một con đường chết ngay khi diệp huyên chuẩn bị ra tay một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn người đến chính là việt kỳ mặt việt kỳ không chút cảm xúc nàng ấy nhẹ nhàng chỉ tay ngọc về phía trước một luồng kiếm khí màu mây chợt bắn ra từ đầu ngón tay nàng ấy ầm um. trên không trung thanh kiếm của ông lão lập tức bị đánh văng nhìn thấy việt kỳ ông lão cao mày việt sư muội muội nhưng đúng lúc này việt kỳ bước tới trước một bước nàng ấy gập ngón tay thành hình kiếm quyết sau đó tầng mây trên đường chân trời chấn động chỉ trong nháy mắt một thanh kiếm rơi xuống từ trên mây như một tia trước thấy vậy mặt ông lão biến sắc kiếm vân trung không dám khinh thường ông ta xòe tay phải một thanh kiếm lặng lẽ dựng thẳng sau đó kiếm biến thành một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời trên không trung hai thanh kiếm đối đầu nhau keng tiếng kiếm chói tai vang vọng khắp chân trời bên dưới việt kỳ đột nhiên nhún người nhảy lên khi nàng ấy nhảy lên vài tia kiếm quang lặng lẽ ngưng tụ xung quanh nàng ấy nhìn thấy cảnh này Ông lão khẽ nheo mắt, trong mắt có chút kiêng rẻ, như ảnh tùy kiếm. Việt Kỳ, muội nổi điên gì đó, muội. Ông lão không dám nói tiếp nữa vì Việt Kỳ đã tới trước mặt ông ta. Ầm ầm ầm. Trên không trung, ông lão liên tục tung kiếm, nhưng cũng đang liên tục lùi lại, vô số kiếm khí tung hoành khắp chân trời. Cách đó không xa, người đàn ông trung niên vội vàng nói, "Thương Huyền sư huynh, Việt Kỳ sư muội, xin hãy dừng tay." Nhưng Việt Kỳ vẫn không dừng tay, ngược lại còn tấn công dữ dội hơn. Mà Thương Huyền rõ ràng không bằng Việt Kỳ, ông ta đang liên tục lùi lại. Chương 560, ta thấy nàng ta gai mắt. Phía dưới, Diệp Huyên có chút hoa mắt. Trận chiến của kiếm tiên. Hắn đã từng chứng kiến cô gái bí ẩn ra tay, nhưng lần nào nàng ấy cũng giết trong một chiêu. Hoàn toàn không có nhiều thứ đáng xem. Còn lúc này, trận chiến của hai vị kiếm tiên trước mặt cho hắn biết kiếm ký của kiếm tiên. Ngầu cỡ nào? Cũng không phải chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, ít nhất kiếm ký của hai người trước mặt đều cực kỳ thực dụng. Đặc biệt là Việt Kỳ, nàng ấy tung ra đủ loại kiếm ký một cách dễ dàng khiến thương huyền khó có thể chống đỡ. Cứ vậy, sau khi hai người đánh nhau không biết bao lâu, thương huyền đột nhiên biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất ở cuối chân trời. Chạy! trên không trung việt kỳ ngừng lại nàng ấy chợt xoay người sau đó xuất hiện trước mặt diệp huyên việt kỳ nhìn diệp huyên về nấu cơm nói xong nàng ấy quay lưng ngự kiếm bay lên trời trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời phía dưới diệp huyên cười khổ ta không biết ngự kiếm mà lúc này người đàn ông trung niên cách đó không xa bước tới trước mặt diệp huyên vậy trước khi diệp huyên đi có nói gì không diệp huyên nghĩ ngợi sau đó trả lời hắn nói chuyện này có thể là do liên minh hộ giới làm liên minh hộ giới người đàn ông trung niên cau mày thật chặt hiển nhiên ngay cả thương kiếm tông cũng rất nhức đầu với thế lực này một lát sau người đàn ông trung niên nhẹ giọng bảo chuyện này hơi phức tạp ngươi không cần phải để lộ ra ngoài nói xong hắn ta xoay người biến mất ở cuối chân trời tại chỗ diệp huyên im lặng hỏi ông trời ông đây không biết ngự kiếm mà. Nếu khoảng cách ngắn thì đương nhiên hắn có thể bay, dù sao hắn cũng là vạn pháp cảnh. Nhưng nếu quá xa, việc bay trên trời sẽ mệt chết. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Vốn dĩ ngự kiếm hai canh giờ là có thể đến thương kiếm tông, hắn lại mất hơn 4 canh giờ. Hắn vừa trở lại vân kiếm phong đã được Việt Kỳ dẫn đến thương kiếm phong. Thương kiếm phong là một trong bảy phong đứng đầu, đây được coi là nơi trọng yếu nhất Thương Kiếm Tông. Mà phong chủ của Thương Kiếm Phong là chính là tông chủ Thương Kiếm Tông, Trần Bắc Hàn. Khi Diệp Huyên và Việt Kỳ bước vào điện Thương Kiếm của Thương Kiếm Phong, trong điện đã có vài người, trong đó có cả Thương Huyền và người đàn ông trung niên lúc nãy, ngoài ra còn có Bách Lý Vân và Cổ Nguyệt, Lam Vũ đã là thể linh hồn cũng có mặt. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, ánh mắt Lam Vũ lập tức trở nên thù hằn mà Thương Huyền bên cạnh nàng ta cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ lạnh lùng. Bên cạnh Diệp Huyên, Việt Kỳ chợt lên tiếng, đừng sợ, sư tôn của nàng ta không đánh lại ta. Diệp Huyên Bách Lý Vân ở một bên mỉm cười với Diệp Huyên coi như chào hỏi. Cổ Nguyệt cũng gật đầu với hắn. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước lại từ phía xa. Người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào màu trắng như mây, bên hông đeo một con sư tử bạch ngọc tay phải y cầm một cây sáo trần bắc hàn tông chủ thương kiếm tông nhìn thấy người này vẻ mặt diệp huyên lập tức trở nên nghiêm túc bởi vì hắn phát hiện hơi thở của người này có thể so sánh với lục tôn chủ người trước mắt này cũng là một trong các cao thủ đứng đầu thanh thương giới trần bắc hàn đi tới ghế ngồi trên bậc thang rồi cười bảo mọi người ngồi đi giữa điện mọi người lần lượt thi lễ, ngay cả Việt Kỳ cũng hơi khom lưng. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, lúc này Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên, cậu chính là An Diệp. Diệp Huyên gật đầu, vâng. Trần Bắc Hàn quan sát Diệp Huyên, cười nói, một hạt giống tốt. Nói xong, y nhìn về phía mọi người trong điện, ta đã biết đầu đuôi câu chuyện. Lam Vũ là sư tỷ nhưng lại bướng bỉnh, gặp chuyện không biết suy nghĩ, lòng dạ nhỏ nhen rơi vào kết cục như vậy thì tự làm tự chịu nghe vậy vẻ mặt lam vũ lập tức trở nên khó coi nhưng nàng ta không dám phản bác mà là vội vàng quỳ xuống đệ tử biết lỗi trần bắc hàn nhìn sang thương huyền dạy đệ tử không chỉ dạy họ cách tu luyện còn phải dạy họ học được cách đối nhân xử thế nếu người trẻ tuổi ở bên ngoài không biết làm người nhẹ thì chịu thiệt nặng thì mất mạng thương huyền khẽ gật đầu sư đệ biết cũng biết Lam Vũ có lỗi, nhưng lần này nhờ sư huynh ra mặt là muốn xin sư huynh lấy lại công bằng. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, người này rõ ràng có năng lực ngăn cản người đàn ông tóc đỏ kia, nhưng lại không ra tay mà cố ý thấy chết không cứu. Loại người này thực sự không xứng trở thành đệ tử của Thương Kiếm tông ta. Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên, cậu có năng lực ngăn cản nhưng lại không ra tay, tại sao? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó đáp ta thấy nàng ta gai mắt. chương 561, Ngự kiếm chân giải thuật. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, mọi người đều sững sờ. Thấy nàng ta gai mắt. Bách Lý Vân cười khổ, An Huynh đúng là một người thành thật, lúc này mà vẫn không biết nói dối, có thể kết bạn. Còn Lam Vũ thì có vẻ mặt khá dư tợn, nàng ta cứ vậy nhìn chầm chầm vào Diệp Huyên. Việt Kỳ cũng không kìm được nhìn sang Diệp Huyên, nói khéo một chút, Diệp Huyên. Bên cạnh, Thương Huyền đột nhiên nói, Sư Huynh, Huynh cũng thấy người này ngang ngược càn rỡ cỡ nào rồi đó. Nếu giữ loại người này ở lại tông môn, sau này chắc chắn hắn sẽ gây mâu thuẫn trong tông, còn ngoài tông thì rất có khả năng sẽ gây hòa tài đình. Xin Sư Huynh hãy trừng phạt nghiêm khắc. Trần Bắc Hàn cười bảo, Sư Đệ đừng vội, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Cập nhật chuyện nhanh tải, chu org e o G. lời, y nhìn sang Diệp Huyên, nói đi, tại sao cậu lại thấy nàng ta gai mắt? Diệp Huyên lắc đầu, nếu ta nói thì chưa chắc tông chủ và một số người sẽ tin, cứ để Bách Lý Sư Huynh và Cổ Nguyệt Sư Tỷ nói đi. Trần Bắc Hàn nhìn về phía hai người Bách Lý Vân, cả hai vội vàng thi lễ, sau đó kể lại mọi chuyện trên đảo không sót một chữ nào. Dần già, vẻ mặt thương huyền có chút khó coi, ông ta chừng lam vũ bên cạnh mình thật đáng thất vọng. Lam Vũ hơi cúi đầu, không dám nói gì. Việt Kỳ ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, sự việc đã rất rõ ràng, hắn cũng không cố ý gây chuyện, người gây chuyện đã phải trả giá đắt, vân kiếm phong ta không truy cứu nữa. Tông chủ sư huynh, ta còn việc khác, xin cáo từ trước. Nói xong, nàng ấy liếc nhìn Diệp Huyên, đi nấu cơm. Diệp Huyên cười hì hì, xoay người chạy đi. Việt Kỳ khẽ lắc đầu, láo cá. Dứt lời, nàng ấy cũng quay lưng rời đi. Lúc này, Trần Bắc Hàn bỗng lên tiếng, tiểu sư muội vẫn còn chuyện quan trọng cần bàn bạc đây này. Ngoài cửa, Việt Kỳ cũng không ngoảnh đầu lại, các huynh tự quyết định đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười khổ tiểu sư muội này. Nói xong, y nhìn về phía thương huyền cách đó không xa, nói cho cùng Hủ Thi Tông vẫn là kẻ cầm đầu trong chuyện này. Về phần Hủ Thi Tông, Mặc dù thuộc Ma đạo nhưng luôn bí mật làm việc, lần này công khai ra tay với Thương Kiếm tông ta như thế có lẽ vì sau lưng có người. Thương Huyền đang định nói thì như nghĩ tới điều gì, ông ta nhìn sang đám người Bách Lý Vân ra ngoài đi. Bách Lý Vân, Cổ Nguyệt và Lam Vũ vội vàng lui ra ngoài. Sau khi ba người lui ra, Thương Huyền trầm giọng nói, "Liên Minh hộ giới." Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, chắc hẳn không sai. Thương Huyền cau mày, có chút khó hiểu tại sao họ lại muốn nhằm vào chúng ta. Thương kiếm tông ta cũng đâu có thù oán với họ. Trần Bắc Hàn cười đáp, ai nói không có thù oán. Nghìn năm trước, tổ sư thương kiếm tông ta đã từng chính tay phanh thây một vị tôn chủ của họ thành trăm mảnh. Tuy hiện nay hầu hết mọi người ở thanh thương giới đã quên chuyện này, nhưng liên minh hộ giới sẽ không quên. Thương huyền lắc đầu, nếu họ muốn trả thù thì sẽ không chờ đến bây giờ. Trần bắc hàn gật đầu chắc chắn sẽ không chờ đến bây giờ. nói tới đây, y và thương huyền nhìn nhau, sau đó lại nói hòn đảo đó có vấn đề. đi, đi điều tra xem. nói xong, hai người lập tức biến mất. chẳng mấy chốc hai người họ đã đến đảo vạn dư, nhưng lúc này cả hòn đảo đã biến mất. thấy vậy, vẻ mặt của hai người đều trở nên nặng nề. một lát sau, Trần Bắc Hàn nói, trước đây có một số thế lực trung thổ thần châu âm thầm nhằm vào liên minh hộ giới. Hiển nhiên, chắc chắn liên minh hộ giới đã làm việc gì đó khiến những thế lực này kiên rẻ, đặc biệt là Diệp Huyên với thế lực sau lưng hắn. Lần này hắn xuất hiện trên đảo có thể là vì làm hỏng chuyện gì đó của liên minh hộ giới. Truyền lệnh xuống, tìm Diệp Huyên, nhất định phải làm rõ sự việc. Thương Huyền gật đầu, đã hiểu. Bây giờ đệ sẽ cho người đi tìm Diệp Huyên ngay nói xong ông ta xoay người biến mất ở chân trời trên không trung trần bắc hàn từ từ nhắm mắt lại liên minh hộ giới biến cố ở thanh thương giới sợ là có liên quan đến các ngươi thương kiếm tông sau khi quay lại vân kiếm phong diệp huyên lập tức bắt đầu nấu cơm nửa canh giờ sau hắn đã nấu xong một bản đồ ăn màu sắc mùi thơm vị ngon đều có đủ việt kỳ người thấy mùi thơm thì đi ra nàng ấy ngồi đối diện diệp huyên khẽ gật đầu ăn thôi diệp huyên vội bảo mời sư tôn dùng trước việt kỳ cũng không khách sáo mà bắt đầu ăn ngay sau khi ăn được một nửa diệp huyên đột nhiên nói sư tôn thuật ngự kiếm có khó không việt kỳ trả lời khó cũng không khó diệp huyên vội vàng đặt đũa xuống hắn hỏi nói thế nào ạ à? việt kỳ nhìn hắn học được không khó học giỏi rất khó diệp huyên lại hỏi thế nào mới được coi là học giỏi việt kỳ uống một hớp canh rồi đáp lúc ngự kiếm có thể chiến đấu diệp huyên ngẩn ra sau đó nói vậy thì đám người bách lý vân đều không thể chiến đấu lúc ngự kiếm sao việt kỳ lắc đầu không thể diệp huyên suy nghĩ lại nói sư tôn con muốn học thuận ngự kiếm đuôi đũa đang gắp đồ ăn của việt kỳ đột ngột ngừng lại Nàng ấy nhìn Diệp Huyên với vẻ hơi kinh ngạc, ngươi không biết ngự kiếm? Diệp Huyên gật đầu, không biết ạ. À. Việt Kỳ lắc đầu, một kiếm chủ mà lại không biết ngự kiếm thì giống cái gì? Nói tới đây, nàng ấy như nghĩ tới gì đó bèn nói, lát nữa ngươi đến nội điện của ta tìm một quyển công pháp tên là Ngự kiếm chân giải thuật. Công pháp này do ta sáng chế, không phải thuật ngự kiếm bình thường có thể so sánh. Hãy nhớ, không được chia sẻ với người ngoài. Ngự kiếm chân giải thuật Diệp huyên vội vàng gật đầu, vâng ạ Việt kỳ gật đầu, nàng ấy chỉ vào món nấm hương xào cải thảo trước mặt, không tệ, ngày mai tiếp tục nấu món này Diệp huyên Sau bữa ăn, Việt kỳ ra khỏi đại điện, không biết đi đâu mươi 563, các người không có tư cách để diệp huyên ta xuất kiếm Diệp huyên Toàn bộ thương kiếm tông chấn động người đứng thứ hai trên bảng truy nã tới khiêu chiến thương kiếm tông. Rất nhanh đã có một vị trưởng lão thương kiếm tông xuất hiện trước mặt thanh niên mặc áo gai. Vị trưởng lão này quan sát người thanh niên áo gai kia, người là Diệp Huyên. Người thanh niên mặc áo gai kia gật đầu, thanh châu Diệp Huyên. Vị trưởng lão kia nhìn Diệp Huyên hồi lâu, sau đó lắc đầu, người không hề giống Diệp Huyên, chắc chắn không phải là Diệp Huyên gương mặt người thanh niên áo gai kia không chút cảm xúc, chính là ta. Vị trưởng lão kia bình thản đáp, Diệp Huyên và liên minh hộ giới đã là kẻ thù của nhau, nếu là bình thường thì chắc chắn hắn sẽ không tới đây đối địch với thương kiếm tông ta, Diệp Huyên không ngu xuẩn như vậy. Người thanh niên mặc áo gai cười nói, sao hả? Thương kiếm tông không dám nhận lời khiêu chiến của ta sao? Hay là thế hệ trẻ tuổi của thương kiếm tông không có ai cả? Trưởng lão nhìn người thanh niên mặc áo gai kia ánh mắt dần trở nên lạnh lùng có người cố tình muốn gây sự với thương kiếm tông nhưng đúng lúc này một giọng nói từ trên đỉnh núi vang lên nếu như hắn ta muốn khiêu chiến thì để hắn ta khiêu chiến đi thương kiếm tông ta từ xưa tới giờ đều chưa từng sợ sệt gì cả đệ tử bảy phong đâu có ai muốn đứng ra chiến đấu không để ta lúc này một tiếng hét lớn đột nhiên từ trên chủ phong vang lên ngay sau đó một thanh kiếm quang phóng thẳng lên trời, sau khi bay lên không trung, thanh kiếm này lại bắn thẳng xuống phía dưới, cuối cùng hạ xuống trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia. Kiếm quang tản đi, một người thanh niên chừng 20 tuổi, làn da năm đen, hai mắt sắc bén, trong tay cầm một chiếc bao kiếm màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Là Trần Vân sư huynh của Trận Đảo Phong. Những người ở xung quanh ngạc nhiên hô lên. Trần Vân hơi khom người xuống chào vị trưởng lão gần đó sau đó quay người sang nhìn người thanh niên mặc áo gai kia ra tay đi người thanh niên mặc áo gai bình thản nói nếu như ta ra tay thì ngươi không có cơ hội ra tay đâu trần vân không hề tức giận xem ra các hạ rất tự tin với bản thân mình vậy hãy để ta lĩnh giáo thử xem vừa dứt lời ngón tay cái tay trái của hắn ta búng một cái phụt thanh kiếm trong vỏ bay ra ngoài tốc độ cực nhanh sắc mặt người thanh niên mặc áo gai không chút cảm xúc khi kiếm bay tới trước mặt hắn ta hắn ta không hề tránh né khi thanh kiếm còn cách chừng một tấc thì hắn ta đột nhiên nghiêng người tránh né một kiếm này chỉ trong gang tấc cùng lúc đó cánh tay phải của hắn ta tóm lấy kiếm của trần vân khi thấy cảnh này sắc mặt vị trưởng lão thương kiếm tông ở gần đó lập tức thay đổi trần vân đang định ra tay tiếp cũng ngẩn ra người thanh niên mặc áo gai nhìn trần vân ngay sau đó, chân phải hắn ta điểm nhẹ lên mặt đất. Vù. Người thanh niên mặc áo gai như một bóng ma xuất hiện trước mặt Trần Vân, Trần Vân biến sắc, đang định ra tay thì tốc độ ra tay của người thanh niên mặc áo gai còn nhanh hơn hắn ta nữa, chỉ trong nháy mắt chân phải của đối phương đã liên tục đá hai cái lên đầu gối của Trần Vân. Hai tiếng xương gãy vang lên, Trần Vân quỳ xuống dưới đất. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Nghiền ép Người thanh niên mặc áo gai không giết Trần Vân mà lui về sau mấy trượng, hắn ta bình thản nhìn Trần Vân đang quỳ gối, thế hệ trẻ tuổi của Thương Kiếm Tông chỉ như vậy thôi sao? Nói tới đây, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn các đỉnh núi, nếu như vậy thì các ngươi cùng tiến lên cả đi, đừng lãng phí thời gian của Diệp Huyên ta. Cùng tiến lên. Lời này vang lên đã chọc giận tất cả đệ tử của Thương Kiếm Tông, rất nhanh sau đó, liên tục có những luồng kiếm quang từ trên các đỉnh núi phóng lên trời cao. Chỉ trong thời gian ngắn đã có mười mấy vị kiếm tu đứng trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia. Mặt người thanh niên mặc áo gai không chút cảm xúc, cùng sông lên đi. Lúc này có một người thanh niên từ trong đám đông đi ra để ta tới. Mọi người nhìn về phía người thanh niên này, người thanh niên này mặc một chiếc áo vạt ngắn, bên hông đeo hai thanh kiếm. Là huyền kiếm phong Cố Lân sư huynh. Không ngờ Cố Lân sư huynh cũng xuất hiện chuyện này có gì đâu mà không ngờ tới cơ chứ tên diệp huyên này xỉ nhục thương kiếm tông ta như vậy sao mấy người như cố lân sư huynh có thể không xuất hiện được không biết thương kiếm phong nam cung ngạn sư huynh có ở trong tông hay không không cần nam cung ngạn sư huynh cố lân sư huynh là đủ rồi cố lân đi tới trước mặt trần vân đỡ trần vân đứng lên lập tức có đệ tử thương kiếm tông ở phía sau chạy tới đỡ trần vân Trần Vân lau máu tươi nơi khóe miệng, cẩn thận đó, rất mạnh. Cố Lân gật đầu, hắn ta nhìn về phía người thanh niên mặc áo gai, nghe đồn Diệp Huyên là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng, kiếm hoàng trẻ tuổi nhất ở thanh thương giới chúng ta, nhưng người không dùng kiếm. Người thanh niên mặc áo gai bình thản nói, các người không có tư cách để Diệp Huyên ta xuất kiếm. Lời này vừa ra, tất cả đệ tử thương kiếm tông ở đó đều nổi giận đùng đùng. Cố lân nhìn người thanh niên mặc áo gai kia xin chỉ giáo vừa dứt lời hắn ta xông nhanh về phía trước tốc độ nhanh như điện một luồng kiếm quang chém tới trước mặt người thanh niên mặc áo gai sắc mặt người thanh niên mặc áo gai kia vô cùng bình tĩnh khi kiếm còn cách lông mày hắn ta nửa tấc thì cơ thể hắn ta nghiêng về sau nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm này cùng lúc đó chân phải của hắn ta đá mạnh vào cổ tay của cố lân Bịch toàn bộ cánh tay cố lân bay ra ngoài đúng vào lúc này tay trái của cố lân bất ngờ rút kiếm chém nhanh về phía trước người thanh niên mặc áo gai tung một chỉ về trước chặn đứng lưới kiếm của cố lân lại cùng lúc đó hắn ta xông nhanh tới trước tung gối lên đánh vào phần bụng của cố lân bịch cố lân lập tức bay về sau mấy chục trượng sau khi rơi xuống đất thân thể cố lân co giật miệng phun ra máu tươi thất bại hoàn toàn Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Chương 563, các ngươi không có tư cách để Diệp Huyên ta xuất kiếm. Diệp Huyên. Toàn bộ Thương kiếm tông chấn động, người đứng thứ hai trên bảng truy nã tới khiêu chiến Thương kiếm tông. Rất nhanh đã có một vị trưởng lão Thương kiếm tông xuất hiện trước mặt thanh niên mặc áo gai. Vị trưởng lão này quan sát người thanh niên áo gai kia, người là Diệp Huyên. Người thanh niên mặc áo gai kia gật đầu, Thanh Châu Diệp Huyên Vị trưởng lão kia nhìn Diệp Huyên hồi lâu, sau đó lắc đầu, người không hề giống Diệp Huyên, chắc chắn không phải là Diệp Huyên. Gương mặt người thanh niên áo gai kia không chút cảm xúc, chính là ta. Vị trưởng lão kia bình thản đáp, Diệp Huyên và Liên Minh hộ giới đã là kẻ thù của nhau, nếu là bình thường thì chắc chắn hắn sẽ không tới đây đối địch với Thương Kiếm tông ta, Diệp Huyên không ngu xuẩn như vậy. Người thanh niên mặc áo gai cười nói, sao hả? thương kiếm tông không dám nhận lời khiêu chiến của ta sao hay là thế hệ trẻ tuổi của thương kiếm tông không có ai cả trưởng lão nhìn người thanh niên mặc áo gai kia ánh mắt dần trở nên lạnh lùng có người cố tình muốn gây sự với thương kiếm tông nhưng đúng lúc này một giọng nói từ trên đỉnh núi vang lên nếu như hắn ta muốn khiêu chiến thì để hắn ta khiêu chiến đi thương kiếm tông ta từ xưa tới giờ đều chưa từng sợ sệt gì cả đệ tử bảy phong đâu có ai muốn đứng ra chiến đấu không? Để ta. Lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ trên chủ phong vang lên, ngay sau đó, một thanh kiếm quang phóng thẳng lên trời, sau khi bay lên không trung, thanh kiếm này lại bắn thẳng xuống phía dưới, cuối cùng hạ xuống trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia. Kiếm quang tản đi, một người thanh niên chừng 20 tuổi, làn da năm đen, hai mắt sắc bén, trong tay cầm một chiếc bao kiếm màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người là trần vân sư huynh của trận đảo phong những người ở xung quanh ngạc nhiên hô lên trần vân hơi khom người xuống chào vị trưởng lão gần đó sau đó quay người sang nhìn người thanh niên mặc áo gai kia ra tay đi người thanh niên mặc áo gai bình thản nói nếu như ta ra tay thì ngươi không có cơ hội ra tay đâu trần vân không hề tức giận xem ra các hạ rất tự tin với bản thân mình vậy hãy để ta lĩnh giáo thử xem vừa dứt lời ngón tay cái tay trái của hắn ta búng một cái. Phụt. Thanh kiếm trong vỏ bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt người thanh niên mặc áo gai không chút cảm xúc, khi kiếm bay tới trước mặt hắn ta, hắn ta không hề tránh né, khi thanh kiếm còn cách chừng một tấc thì hắn ta đột nhiên nghiêng người, tránh né một kiếm này chỉ trong gang tấc, cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn ta tóm lấy kiếm của Trần Vân. Khi thấy cảnh này, sắc mặt vị trưởng lão thương kiếm tông ở gần đó lập tức thay đổi trần vân đang định ra tay tiếp cũng ngẩn ra người thanh niên mặc áo gai nhìn trần vân ngay sau đó chân phải hắn ta điểm nhẹ lên mặt đất vù người thanh niên mặc áo gai như một bóng ma xuất hiện trước mặt trần vân trần vân biến sắc đang định ra tay thì tốc độ ra tay của người thanh niên mặc áo gai còn nhanh hơn hắn ta nữa chỉ trong nháy mắt chân phải của đối phương đã liên tục đá hai cái lên đầu gối của Trần Vân. Hai tiếng xương gãy vang lên, Trần Vân quỳ xuống dưới đất. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Nghiền ép, người thanh niên mặc áo gai không giết Trần Vân mà lui về sau mấy trượng, hắn ta bình thản nhìn Trần Vân đang quỳ gối, thế hệ trẻ tuổi của Thương Kiếm Tông chỉ như vậy thôi sao? Nói tới đây, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn các đỉnh núi, nếu như vậy thì các ngươi cùng tiến lên cả đi đừng lãng phí thời gian của Diệp Huyên ta. Cùng tiến lên. Lời này vang lên đã chọc giận tất cả đệ tử của Thương Kiếm Tông, rất nhanh sau đó, liên tục có những luồng kiếm quang từ trên các đỉnh núi phóng lên trời cao, chỉ trong thời gian ngắn đã có mười mấy vị kiếm tu đứng trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia. Mặt người thanh niên mặc áo gai không chút cảm xúc, cùng sông lên đi. Lúc này có một người thanh niên từ trong đám đông đi ra, để ta tới mọi người nhìn về phía người thanh niên này người thanh niên này mặc một chiếc áo vạt ngắn bên hông đeo hai thanh kiếm là huyền kiếm phong cố lân sư huynh không ngờ cố lân sư huynh cũng xuất hiện chuyện này có gì đâu mà không ngờ tới cơ chứ tên diệp huyên này xỉ nhục thương kiếm tông ta như vậy sao mấy người như cố lân sư huynh có thể không xuất hiện được chuyện đề cử thật muốn làm em không biết thương kiếm phong nam cung ngạn sư huynh có ở trong tông hay không không cần Nam cung ngạn sư huynh, Cố Lân sư huynh là đủ rồi. Cố Lân đi tới trước mặt Trần Vân, đỡ Trần Vân đứng lên, lập tức có đệ tử Thương Kiếm Tông ở phía sau chạy tới đỡ Trần Vân. Trần Vân lau máu tươi nơi khóe miệng, cẩn thận đó, rất mạnh. Cố Lân gật đầu, hắn ta nhìn về phía người thanh niên mặc áo gai, nghe đồn Diệp Huyên là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm hoàng, kiếm hoàng trẻ tuổi nhất ở thanh thương giới chúng ta nhưng ngươi không dùng kiếm người thanh niên mặc áo gai bình thản nói các ngươi không có tư cách để diệp huyên ta xuất kiếm lời này vừa ra tất cả đệ tử thương kiếm tông ở đó đều nổi giận đùng đùng cố lân nhìn người thanh niên mặc áo gai kia xin chỉ giáo vừa dứt lời hắn ta xông nhanh về phía trước tốc độ nhanh như điện một luồng kiếm quang chém tới trước mặt người thanh niên mặc áo gai sắc mặt người thanh niên mặc áo gai kia vô cùng bình tĩnh khi kiếm còn cách lông mày hắn ta nửa tấc thì cơ thể hắn ta nghiêng về sau nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm này cùng lúc đó chân phải của hắn ta đá mạnh vào cổ tay của cố lân bịch toàn bộ cánh tay cố lân bay ra ngoài đúng vào lúc này tay trái của cố lân bất ngờ rút kiếm chém nhanh về phía trước người thanh niên mặc áo gai tung một chỉ về trước chặn đứng lưới kiếm của cố lân lại cùng lúc đó hắn ta xông nhanh tới trước, tung gối lên đánh vào phần bụng của cố lân. Bịch. Cố lân lập tức bay về sau mấy chục trượng, sau khi rơi xuống đất, thân thể cố lân co giật, miệng phun ra máu tươi. Thất bại hoàn toàn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. chương 564, ông đây chém chết người. Người thanh niên mặc áo gai phủi tay, hắn ta nhìn về phía vị trưởng lão ở gần đó, thương kiếm tông không còn ai khác hả hay là thương kiếm tông toàn là thứ rác rưởi như vậy? Vị trưởng lão kia nhìn người thanh niên mặc áo gai, hiện giờ ông ta mới nhận ra ánh mắt mình quá kém cỏi. Người thanh niên mặc áo gai đứng trước mặt này không hề đơn giản. Trưởng lão quay người nhìn về phía thương kiếm phong, một lúc sau, vị trưởng lão kia gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía người thanh niên mặc áo gai, người có thể chờ được nửa canh giờ không? Người thanh niên mặc áo gai bình thản đáp được trưởng lão quay người nhìn đám đệ tử thương kiếm tông ở xung quanh, không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép ra tay. Nói xong ông ta ngự kiếm phóng lên trên trời. Hai mắt người thanh niên mặc áo gai nhắm lại, dưỡng thần. Trong điện thương kiếm chỉ có ba người, thương huyền, Trần Bắc Hàn và một vị trưởng lão thương kiếm tông tên là Lý Hàn, người này phụ trách công tác tình báo của thương kiếm tông. Thương Huyền nhìn về phía Lý Hàn, đã điều tra ra thân phận của đối phương hay chưa? Lý Hàn lắc đầu, không có bất kỳ đầu mối gì cả. Thương Huyền sầm mặt lại, hỏi, vậy tung tích của Diệp Huyên thì sao? Lý Hàn vẫn lắc đầu, sau khi người này rời khỏi Bắc Hàn Tông thì không có bất kỳ tin tức gì về hắn nữa, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Trừ chuyện đó ra, ta tra được tin tức liên minh hộ giới, Vân Không Thành và mấy thế lực đang truy tìm tung tích của người này thương huyền nhíu mày lại ngay cả liên minh hộ giới cũng không thể tìm được hắn sao lý hàn gật đầu người này vô cùng thần bí bản thân hắn cũng không hề đơn giản thương huyền im lặng hồi lâu sau đó nhìn về phía trần bắc hàn trần bắc hàn lắc đầu thương kiếm tông ta lặng im đã nhiều năm có một vài người nghĩ chúng ta là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn rồi nói tới đây y nhìn về phía lý hàn bao lâu nữa thì thằng nhóc nam cung mới trở về tông lý hàn trầm giọng đáp nửa canh giờ tối đa nửa canh giờ trần bắc hàn gật đầu dường như nghĩ tới chuyện gì y nói tiếp báo cho thương việt bảo hắn lập tức trở về tông thương việt trong điện thương huyền và lý hàn lập tức xứng sở vân kiếm phong vào giữa trưa diệp huyên không tu luyện thuật ngự kiếm tiếp mà nấu một bản đồ ăn trong điện diệp huyên và việt kỳ ngồi đối diện nhau việt kỳ nói rất ít nhưng diệp huyên lại nói rất nhiều lúc ăn cơm sẽ tìm đủ các chủ đề có khi việt kỳ sẽ đáp một hai câu có khi chỉ ửm một tiếng lúc sắp ăn xong việt kỳ đột nhiên nói hình như ngươi từng nói với ta ngươi tên là diệp huyên diệp huyên ngẩn ra sau đó gật đầu đúng như vậy việt kỳ nhìn diệp huyên có một người tới dưới chân núi tự xưng mình là diệp huyên nói muốn khiêu chiến tất cả thế hệ trẻ tuổi của thương kiếm tông chúng ta diệp huyên diệp huyên lập tức ngẩn ra nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn đổi thành âm trầm lạnh lùng có người giả mạo hắn liên minh hộ giới dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn do liên minh hộ giới gây ra sắc mặt diệp huyên trầm xuống một lúc sau hắn đặt đũa xuống việt sư tôn để ta tới đó xem rốt cục hắn ta là ai mà dám ngang ngược như vậy dám khiêu chiến thường kiếm tông chúng ta nói xong hắn đứng dậy đi ra bên ngoài điện khi diệp huyên đi ra ngoài đại điện việt kỳ ở bên trong đại điện nói vọng ra đừng có ra tay người đó rất mạnh diệp huyên không trả lời chạy nhanh như bay xuống dưới chân núi thương kiếm tông trong đại điện việt kỳ lẩm bẩm diệp huyên rất nổi tiếng hả nói xong nàng ấy tiếp tục ăn cơm chỉ trong chốc lát diệp huyên đã xuống dưới chân núi Hiện giờ đã có gần 200 người tập trung dưới núi, toàn bộ đều là đệ tử Thương Kiếm tông. Diệp Huyên nhìn thấy người thanh niên mặc áo gai đứng cách đó không xa. Khi nhìn thấy người thanh niên mặc áo gai, Diệp Huyên giận sôi máu, thế là hắn xông thẳng về phía người thanh niên mặc áo gai kia, tốc độ cực nhanh, toàn thân hóa thành một vệt sáng, chỉ trong nháy mắt đã xông tới trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia, ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người, hắn cầm kiếm chém tới nhất kiếm định sinh tử. Sức mạnh của một kiếm này như núi lửa bộc phát, một luồng sức mạnh to lớn phóng ra ngoài. Khi cảm nhận được luồng sức mạnh này, người thanh niên mặc áo gai lập tức mở mắt ra, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Ngay sau đó, chân phải hắn ta nhẹ nhàng quét trên mặt đất, hai tay kết ấn, tung một ấn về phía trước, một luồng gợn sóng quỷ dị từ trong tay hắn ta bắn ra ngoài. Ầm um hai luồng sức mạnh vừa va chạm với nhau đã lập tức bùng phát hai người liên tục lui ra sau lần này cả hai lui mấy chục trượng mặt đất ở giữa hai người xuất hiện một hố sâu khổng lồ hố sâu này do hai luồng sức mạnh khi nãy tạo ra khi nhìn thấy cảnh này vô số người trong sân đều ngẩn ra sau đó mọi người nhìn về phía Diệp Huyên rốt cục người này là ai vậy Diệp Huyên vừa mới ra nhập thương kiếm tông cộng thêm hắn thường xuyên ở trên vân kiếm phong gần như không đi ra ngoài vậy nên ngoài trừ bách lý vân và cổ nguyệt gia gần như không có đệ tử thương kiếm tông nào biết tới hắn ở đối diện diệp huyên người thanh niên mặc áo gai nhìn diệp huyên hỏi rốt cục ngươi là ai ta là cha ngươi diệp huyên nổi giận đùng đùng đáp thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám giả mạo cũng dám tới thương kiếm tông ta để gây chuyện ông đây chém chết ngươi Nói xong hắn cầm kiếm xông thẳng tới chỗ người thanh niên mặc áo gai. Thấy vậy, có một tên đệ tử Thương Kiếm Tông trợn mắt há hốc mồm cảm thán, vị sư huynh này bạo lực quá. Chương 565, ta chính là người cha đã thất lạc nhiều năm của ngươi. Hiện giờ tất cả mọi người đều tò mò nhìn Diệp Huyên. Ở nơi xa, khi Diệp Huyên cầm kiếm xông thẳng tới trước mặt người thanh niên mặc áo gai kia thì lập tức chém ra một kiếm người thanh niên mặc áo gai kia nhắm mắt lại dùng một chỉ ngăn chặn một chỉ này của hắn ta thực sự ngăn cản được kiếm của diệp huyên cùng lúc đó một cánh tay khác của hắn ta đánh về phía đầu của diệp huyên trước giờ diệp huyên chưa từng sợ việc cận chiến hắn lập tức nghiêng đầu tránh né cú đấm của đối phương cùng lúc đó hắn đã mạnh vào phần bụng của người thanh niên mặc áo gai người thanh niên mặc áo gai kia cũng đồng thời vung chân lên bịch một tiếng kêu trầm đục vang lên hai người liên tục lùi nhanh về phía sau, mỗi người lui về sau hơn 30 trượng. Lần này hai người hòa nhau. Người thanh niên mặc áo gai kia nhìn Diệp Huyên, không ngờ trong thương kiếm tông ngoài tên thương Việt kia ra còn có một tên yêu nghiệt khác, ẩn giấu rất sâu đó, nhưng Diệp Huyên ta. Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên bật cười lớn, người nói người là Diệp Huyên. Người thanh niên mặc áo gai bình thản hỏi, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên cười nói, mọi người đều biết Diệp Huyên là Kiếm Hoàng. Nói tới đây hắn chỉ vào người thanh niên mặc áo gai, đến đây để chúng ta xem ngươi có phải là Kiếm Hoàng hay không. Nếu đúng thì ngươi chính là Diệp Huyên, nếu không thì ngươi đang giả mạo, cố tình tới đây vu oan giáng hỏa. Người thanh niên mặc áo gai nhìn trầm trầm vào Diệp Huyên, mặt không chút cảm xúc, ngươi chưa có đủ tư cách để ta dùng kiếm. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức bước tới trước một bước ngay khi bước ra một bước này, mặt đất trước mặt Diệp Huyên nứt vỡ, ngay sau đó, một quyền ấn lóe lên, xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh, xông nhanh tới trước, chém ra một kiếm. Ẩm. Quyền ấn kia ầm ầm vỡ nát. Sau khi một kiếm chém vỡ quyền ấn, Diệp Huyên nhếch mép cười một tiếng, người quá yếu. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn như một tia điện, bắn ra phía ngoài. Người thanh niên mặc áo gai ở đối diện Diệp Huyên bước tới trước một bước, tung ra một chỉ. Một chỉ này vừa ra, không gian trước mặt hắn ta run lên, sau đó chấn động như gợn sóng nước, không gian gợn sóng này đánh vỡ kiếm quang của Diệp Huyên, ép kiếm của Diệp Huyên ngừng lại. Ngự pháp cảnh. Có nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Có thể vận dụng lực lượng không gian tới cấp độ này thì tối thiểu cũng là ngự pháp cảnh. Hơn nữa rất có thể là đã tiếp cận ngự pháp cảnh chân chính. Trên không trung, kiếm của Diệp Huyên ngừng lại, dường như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó cố định. Đúng lúc này, tay phải Diệp Huyên vung ra một chảo vào không trung, chảo này nhắm thẳng vào kiếm của hắn. Choang! Dường như có thứ gì đó bị vỡ vụn, ngay sau đó, thanh kiếm bị cố định giữa không trung đột nhiên bay ra ngoài, bắn thẳng về phía người thanh niên mặc áo gai. Khi thấy cảnh này, sắc mặt người thanh niên mặc áo gai lập tức thay đổi. Hai tay hắn ta hợp lại ở phía trước mặt. Ầm. Um. Hai tay hắn ta hợp lại giữ chặt kiếm của Diệp Huyên trong lòng bàn tay. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm lặng lẽ không chút dấu hiệu báo trước xuất hiện ở sau đầu hắn ta. Thuấn không nhất kiếm. Trong nháy mắt này, người thanh niên mặc áo gai hoàng hốt, chân phải đạp mạnh một cái, toàn thân biến mất khỏi vị trí cũ. Khi hắn ta xuất hiện lại thì đã đứng ở sau lưng Diệp Huyên cách diệp huyên vài chục trượng nhưng ở sau đầu hắn ta đã có một vết kiếm hằn sâu từ trong vết kiếm này không ngừng có máu tươi trào ra chiêu kiếm khi nãy thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn ta người thanh niên mặc áo gai nhìn chằm chằm vào diệp huyên rốt cục ngươi là ai hả diệp huyên nghiêm mặt nói vì ngươi đã liên tục hỏi nhiều lần vậy nên ta cũng không che giấu nữa thật ra ta ta chính là người cha đã thất lạc nhiều năm của ngươi Nghe vậy, mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra, ngay sau đó, tiếng cười như sấm vang vọng không gian. Nghe Diệp Huyên nói như vậy, sắc mặt người thanh niên mặc áo gai kia lập tức trở nên âm trầm lạnh lùng, dù gì ngươi cũng là một tên yêu nghiệt, vậy mà ngươi không hiểu được việc phải tôn trọng cường giả hả. Tôn trọng Diệp Huyên cười lạnh, cần gì phải tôn trọng hạng tiểu nhân giả mạo người khác như ngươi chứ? Vừa dứt lời, chân phải của hắn đạp xuống dưới đất, ngay sau đó hắn xuất hiện trên đỉnh đầu người thanh niên mặc áo gai, cùng lúc đó, hai tay hắn cầm kiếm chém xuống phía dưới. Đối với Diệp Huyên thì hiện giờ hắn không dám bộc lộ ra quá nhiều, bất kể là đại địa chi kiếm hay là kiếm ý, thậm chí là cả kiếm thế đi chăng nữa thì hắn cũng không dám để lộ ra. Một khi để lộ những thứ này thì rất có thể sẽ để lộ thân phận của mình. Khi nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt người thanh niên mặc áo gai trở nên dữ tợn, Hắn ta đột nhiên tung một chỉ vào ngực mình, ngay sau đó một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể tỏa ra bên ngoài, ngay sau đó hắn ta tung một cú đấm lên trên. Ầm. Uhm. Người thanh niên mặc áo gai lập tức bị chiêu kiếm này đánh bay vài chục trượng, khi hắn ta mới dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta, ngay sau đó lại chém ra một kiếm. Một kiếm này của Diệp Huyên vô cùng đơn giản, không thể coi là kiếm kỹ nhưng vô cùng bạo lực và có hiệu quả khi nhận ra được sức mạnh trong chiêu kiếm này của diệp huyên người thanh niên mặc áo gai biến sắc vội lùi về sau mười trượng để tránh né chiêu kiếm này của diệp huyên cùng lúc đó hắn ta tung ra một cú đấm về phía trước mặt diệp huyên đang định tiếp tục ra tay thì một luồng sức mạnh to lớn từ trong không gian trước mặt bay ra diệp huyên vội vàng giơ kiếm lên ngăn cản dầm một tiếng nổ trầm đục vang lên diệp huyên bị chấn bay liên tục lùi nhanh về sau đó nhưng ngay sau đó hắn đã đạp chân phải xuống đất thân thể lập tức ngừng lại diệp huyên vung vẩy cánh tay hơi tê sau đó ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên mặc áo gai ở cách đó không xa người trước mặt không chỉ là ngự pháp cảnh mà chắc chắn là ngự pháp cảnh chân chính nếu như không để lộ ra át chủ bài với thực lực của hắn hiện giờ cho dù muốn giết đối phương thì cũng phải ác chiến một trận người thanh niên mặc áo gai nhìn chằm chằm vào diệp huyên hiện giờ trong mắt hắn ta hiện lên vẻ nghiêm nghị yên lặng trong trước mắt lòng bàn tay phải người thanh niên mặc áo gai mở ra một thanh đao luân màu xám đen đột nhiên xuất hiện trong tay khi thanh đao luân này xuất hiện sắc mặt đám đệ tử thương kiếm tông ở xung quanh lập tức thay đổi bởi vì thanh đao luân này là chi bảo bậc thiên bậc thiên diệp huyên nhíu mày lại tay phải người thanh niên mặc áo gai cầm đao luân tay trái bấm pháp quyết ngay sau đó thân thể hắn ta trở nên hư ảo có tiếng cắt chém chói tai vang lên ở xung quanh diệp huyên cùng lúc đó vô số ảo ảnh xuất hiện xung quanh diệp huyên những ảo ảnh này đều cầm đao luân trên tay bổ mạnh về phía diệp huyên mỗi một ảo ảnh đều giống giả nhưng cũng dường như là thật khó phân thật giả ảo ảnh nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ có hiệu quả nhưng diệp huyên hắn đã bị mù rồi mà hắn luôn dùng tâm nhãn để quan sát thế giới dưới cái nhìn chăm chú của mọi người diệp huyên đột nhiên đâm về phía bên phải một sợi kiếm quang lóe lên trên mũi kiếm keng vô số tàn ảnh lập tức tiêu tán chỉ còn lại diệp huyên và người thanh niên mặc áo gai vào lúc này đao luân trên tay người thanh niên mặc áo gai bị kiếm của diệp huyên ngăn cản lại nhưng kiếm của diệp huyên đã xuất hiện rất nhiều vết nứt hiển nhiên bậc chân vẫn kém bậc thiên chương 566, người có tức không hả? Tay phải Diệp Huyên đột nhiên xoay tròn. Dầm. Người thanh niên mặc áo gai lùi về sau người trượng, nhưng chui trên trên tay Diệp Huyên đã xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt. Khi thấy được điều này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Khi không thể bại lộ thực lực, hắn không thể bảo vệ được kiếm này, bởi vì không có kiếm ý của hắn gia trì, thanh kiếm này không thể chống lại linh khí bậc thiên được hơn nữa hắn cũng không thể lấy kiếm bậc thiên của mình ra bởi vì làm như vậy sẽ khiến những người khác chú ý tới khi nhìn thấy kiếm của diệp huyên sắc mặt đám đệ tử thương kiếm tông ở đó đều trầm xuống cục diện hiện giờ có phần bất lợi với diệp huyên nhưng đúng vào lúc này người thanh niên mặc áo gai ở cách đó không xa đột nhiên ném đao luân ra bên ngoài đao luân bay tới trên đỉnh đầu diệp huyên rất nhanh sau đó vô số lưỡi đao từ trên đao luân bắn ra chém thẳng về phía diệp huyên ở bên dưới diệp huyên lùi về sau tránh né trường kiếm trong tay kề sát lông mày dưới cái nhìn của vô số người diệp huyên đột nhiên buông kiếm trong tay ra kiếm bay ra một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng trời cao ngay sau đó vô số thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu diệp huyên những thanh kiếm này cản đao luân lại khi thấy cảnh này đám đệ tử thương kiếm tông ở xung quanh ngạc nhiên tới sững sờ đây là kiếm ký gì vậy? Lúc này có người hô lớn, thuấn không nhất kiếm. Đây là thuấn không nhất kiếm, thuấn không nhất kiếm được tu luyện tới cực hạn. Thuấn không nhất kiếm tu luyện tới cực hạn thật ra không phải là một thanh kiếm mà là vô số thanh kiếm, bởi vì thuấn không có nghĩa là nhanh, mà nhanh thì có thể có rất nhiều kiếm. Tu luyện một loại kiếm ký bình thường tới cực hạn cũng không quá khó, nhưng muốn tu luyện một kiếm ký bậc thiên tới cực hạn thì quả thật là rất khó, vô cùng khó nếu như Diệp Huyên không có đạo tắc không gian thì cũng khó lòng tu luyện thuấn không nhất kiếm tới trình độ này, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể làm được. Ở đối diện Diệp Huyên, sắc mặt người thanh niên mặc áo gai vô cùng khó coi, hắn ta không ngờ rằng sát chiêu của mình lại bị Diệp Huyên phá giải như vậy. Người thanh niên mặc áo gai định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ, ngay sau đó Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt người thanh niên mặc áo gai, sắc mặt người thanh niên mặc áo gai trở nên dữ tợn, Đao luân trong tay hắn ta chém ra, còn Diệp Huyên thì tung một kiếm đâm thẳng vào ít hầu người thanh niên mặc áo gai. Hắn không đỡ. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc tới sững sờ. Diệp Huyên muốn lấy mạng đổi mạng hay sao? Người thanh niên mặc áo gai cũng cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên hắn ta không ngờ rằng Diệp Huyên cứng rắn như vậy, chọn cách không ngăn cản. Bây giờ phải làm gì? Người thanh niên mặc áo gai đưa ra quyết định chỉ trong nháy mắt. Lấy mạng đổi mạng. Bởi vì vào khoảnh khắc này, nếu như hắn ta đổi sang thế thủ thì sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí là bị giết chết. Vào thời khắc này phải so đấu huyết tính và dũng khí. Ai sợ chết thì rất có thể kẻ đó sẽ chết trước. Vào lúc này, thời gian ở nơi này dường như bị đóng băng tất cả mọi người đều tập trung quan sát thanh kiếm và thanh đao luân ở cách đó không xa, cả hai gần như cùng một lúc đánh lên trên người Diệp Huyên và người thanh niên mặc áo gai. Bịch. Phụt. Một bóng người lập tức bay ra ngoài cả trăm trượng. Bóng người này chính là Diệp Huyên, còn người thanh niên mặc áo gai thì đứng nguyên tại chỗ. Một lúc sau, Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng, giống như bị vỡ đê vậy nhưng hắn không chết hắn đã chống đỡ được ở nơi xa có một thanh kiếm cắm vào ít hầu người thanh niên mặc áo gai người thanh niên mặc áo gai nhìn chằm chằm vào diệp huyên vì vì sao diệp huyên vỗ lên ngực mình rất nhanh sau đó một bộ áo giáp mỏng dính bao phủ toàn thân hắn bao gồm cả đỉnh đầu hắn diệp huyên cười đê tiện một tiếng ông đây có áo giáp bậc thiên ngươi có tức không hả có tức hay không Ha ha. Chương 567, bước ra con đường kiếm đạo thuộc về mình. Nghe Diệp Huyên nói như vậy, thân thể người thanh niên mặc áo gai giật giật, sau đó không còn thở nữa. Không biết hắn ta trọng thương mà chết hay là tức chết nữa. Về phần đám đệ tử thương kiếm tông ở xung quanh, sau khi ngẩn ra thì tất cả bọn họ đều mừng rỡ hoan hô, khi nhìn về phía Diệp Huyên, trong ánh mắt của rất nhiều người mang theo sự hưng phấn, kích động sen lẫn tôn kính bọn họ tôn kính Diệp Huyên không chỉ là vì Diệp Huyên mạnh mà cũng là vì vào thời khắc mấu chốt, Diệp Huyên dám đứng ra bảo vệ thể diện của Thương Kiếm Tông. Thể diện của Thương Kiếm Tông chính là thể diện của bọn họ. Diệp Huyên vội vàng đi tới trước mặt người thanh niên mặc áo gai, cất nhẫn chứa đồ và món trí bảo bậc thiên của đối phương đi, sau đó hắn ôm quyền với mọi người xung quanh, các vị, ta còn có việc khác, gặp lại sau nhé. Nói xong hắn xoay người chạy mất tiêu mọi người ở đó. Ở nơi nào đó, Thương Huyền và Trần Bắc Hàn lặng lẽ quan sát Diệp Huyên ở phía xa, Trần Bắc Hàn cười nói, để thấy như nào. Thương Huyền trầm mặc một hồi, sau đó nói, chắc hẳn là vẫn ẩn giấu thực lực. Nói tới đây, ông ta do dự đôi chút rồi nói tiếp, lần này cho dù hắn đã lập công nhưng lai lịch có phần thần bí, cần phải chú ý đôi chút. Trần Bắc Hàn đáp, trong lòng vẫn oán hận hả. Thương Huyền cười khổ, sư huynh, đệ là hạng người lòng giả hẹp hòi như vậy hay sao? Lần này Lam Vũ chịu thua thiệt lớn, đúng là đệ có tức giận, nhưng cũng chưa tới mức vì chuyện này mà đệ chèn ép đệ tử thương kiếm tông, đặc biệt là một đệ tử kiệt xuất như vậy. Trần Bắc Hàn gật đầu, ta rất vui mừng khi đệ có thể suy nghĩ như vậy. Trong tông môn cạnh tranh thì được, nhưng nhất định phải là cạnh tranh theo chiều hướng tốt, rất nhiều thế gia tông môn cổ xưa bị hủy diệt không phải do nhân tốt bên ngoài mà phần lớn đều do nội đấu thương huyền nghiêm mặt nói sư huynh yên tâm nha đầu kia cũng có lòng hối cải quả quyết sẽ không làm ra những hành động cực đoan đâu về phần ta thì càng không trần bắc hàn cười nói để đó đừng chiều nha đầu kia quá nha đầu đó tính tình chua ngoa nếu như không chịu thua thiệt thì sợ rằng tương lai sẽ gặp họa lớn lần này nếu nó rút ra được bài học thì đây chưa hẳn không phải là một chuyện tốt đâu thương huyền gật đầu ta hiểu rồi trần bắc hàn nhìn về phía vân kiếm phong nói về phần lai lịch của thiếu niên này thì để cứ yên tâm trong lòng ta đã biết rõ nghe vậy sắc mặt thương huyền buông lỏng như vậy thì tốt trần bắc hàn rời mắt đi nói theo tin tức mới nhất thì liên minh hộ giới định thu lưới bên phía thanh châu rồi chậm thì nửa tháng nhanh thì năm ngày thương huyền trầm giọng nói nếu như thanh châu không còn vậy mục tiêu tiếp theo của liên minh hộ giới liệu có phải là trung thổ thần châu hay không vậy trần bắc hàn cười khẽ bọn chúng đã và đang ra tay với trung thổ thần châu rồi thương huyền kinh hãi sao bọn chúng dám mấy nhà ở thượng giới cả huyền môn nữa họ đồng ý sao trần bắc hàn cười đáp ta cũng muốn biết chuyện này ta muốn nhìn xem liên minh hộ giới có dám chọc giận mọi người hay không nếu như chúng dám thì bầu trời này sắp đổi sắc thật rồi nghe vậy sắc mặt hai người đều trở nên nặng nề vân kiếm phong sau khi diệp huyên quay về đại điện thì lập tức nằm thẳng ra đất chữa thương ở trong thương kiếm tông hắn không dám tùy tiện tiến vào trong tháp giới ngục bởi vậy hắn chỉ còn cách chữa thương ở bên ngoài trong trận chiến khi nãy bởi vì hắn giữ thực lực nên chính hắn cũng đã bị thương nặng đặc biệt là lần cuối cùng cho dù hắn đã dùng áo giáp bậc thiên để ngăn cản đao luân nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa là hắn không bị sao cả áo giáp bậc thiên cũng không thể gánh chịu tất cả sức mạnh vẫn có một phần sức mạnh tác động lên người hắn nhưng cũng may là không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng rất khó chịu cứ như vậy chừng một canh giờ sau diệp huyên mới cảm thấy khỏe khoắn hơn Lúc này Việt Kỳ đi tới trước mặt hắn, kiếm thứ nhất người thi triển khá kỳ lạ đó. Kiếm thứ nhất. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó thầm nghĩ không ổn rồi. Khi nãy kiếm đầu tiên hắn thi triển chính là Nhất Kiếm Định Sinh Tử. Hắn tưởng rằng không ai phát hiện ra được, không ngờ Việt Kỳ lại phát hiện ra. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường, với năng lực và kiến thức của Việt Kỳ thì chỉ cần thấy qua thì nhất định có thể phát hiện được sự bất phàm của Nhất Kiếm Định Sinh Tử. Thấy Diệp Huyên im lặng, Việt Kỳ gật đầu ta chỉ tò mò mà thôi. Diệp Huyên mỉm cười, Việt sư tôn, một kiếm đó tên nhất kiếm định sinh tử, một vị tiền bối dạy cho con. Nàng ấy nói đây không phải là một loại kiếm ký mà là một loại tín niệm kiếm đạo. Tín niệm kiếm đạo. Việt Kỳ trừng mắt lên, sau đó nàng ấy rơi vào trầm tư, chừng 15 phút sau, nàng ấy nhìn về phía Diệp Huyên, vị tiền bối ngươi vừa nhắc tới còn nói gì về loại kiếm ký này không hả? diệp huyên ngẫm nghĩ sau đó trả lời nàng ấy nói nếu như ta xuất kiếm muốn người sống thì ngươi được sống muốn người chết thì ngươi phải chết vậy nên một kiếm này tên là nhất kiếm định sinh tử việt kỳ ngẩn ra một lúc sau nàng ấy bước tới bước lui ở trong đại điện qua hồi lâu nàng ấy ngừng lại sau đó nhìn về phía diệp huyên sắc mặt vô cùng chăm chú vì tiền bối kia còn ở đây không diệp huyên lắc đầu trong đôi mắt việt kỳ lóe lên vẻ thất vọng Nàng ấy ngẫm nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đây là một loại tín niệm kiếm đạo, muốn đạt được loại tín niệm kiếm đạo này thì nói đơn giản thì một người viết văn muốn viết ra một bài văn tuyệt thế thì trước đó người này nhất định phải đọc qua vô số sách vở, kiến thức uyên bác, chỉ những ai có tri thức phong phú và có đủ trải nghiệm thì mới viết ra được một bài văn tuyệt thế. Nói tới đây, nàng ấy dừng lại, nói tiếp, kiếm đạo cũng như vậy, nếu như người muốn đạt tới cảnh giới nhất kiếm định sinh tử thì nhất định phải đi từng bước một. Bước ra con đường kiếm đạo thuộc về mình, có được tín niệm kiếm đạo thuộc về mình. Nói tới đây, ánh mắt nàng ấy đột nhiên trở nên phức tạp, thứ tiền bối này dạy cho ngươi không phải là kiếm kỹ và tín niệm kiếm đạo mà là mở ra một con đường kiếm đạo lớn ở trong đầu ngươi, ngươi chỉ cần đi theo phương hướng này, cho dù hơi chậm nhưng cũng sẽ không lạc đường hay là trì trệ không tiến bộ. Chương 568: Trước tiên tiêu diệt Diệp Huyên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên cảm thấy ấm áp vô cùng cô gái bí ẩn hắn không biết cô gái bí ẩn này tên là gì tới từ đâu nhưng hắn rất thích ở chung với nàng ấy nói một cách đơn giản thì quá an con mẹ nó toàn lúc này việt kỳ đột nhiên nói tương lai nếu như vì tiền bối mà ngươi nói lại xuất hiện có cơ hội thì hãy giới thiệu cho ta làm quen nhé diệp huyên cười đáp đương nhiên không thành vấn đề việt kỳ gật đầu nàng ấy lấy ra một chiếc bình ngọc trắng đặt trước mặt diệp huyên đây là đan tử nguyên ban đầu chuẩn bị cho ngươi nhưng ta mới thấy ngươi ăn một lần hai ba viên có phải là ta quá nghèo rồi không diệp huyên việt kỳ nhẹ nhàng vỗ bà vai diệp huyên nếu vết thương đã lành thì nấu cơm đi nhớ kỹ phải làm nấm hương xào cải thảo cho ít muối thôi nói xong nàng ấy quay người đi vào trong điện diệp huyên một lúc sau diệp huyên bắt đầu kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ kia Bên trong có chừng một tỷ mốt linh thạch cực phẩm. Khi nhìn thấy số lượng này, Diệp Huyên ngẩn ra. Dầu có vậy sao? Ngoài linh thạch cực phẩm và thanh đao luân bậc thiên kia ra thì còn có một vài món bảo vận bậc chân, giá trị ước chứng hai ba trăm triệu. Hiện giờ hắn có chừng hai tỷ linh thạch cực phẩm, ngoài linh thạch cực phẩm ra thì có hai thanh kiếm bậc thiên, một chiếc áo giáp bậc thiên, một thanh thương phần tấn bậc thiên thượng phẩm và một thanh đao luân. Ngoài đó ra còn có 20 cái hủ thi. Đương nhiên là còn có lịch sử gia tộc tư đồ và lệnh bài gia chủ. Nếu như lợi dụng tốt hai thứ này thì tiền tài sẽ liên tục chảy vào trong túi. Đương nhiên có một việc không thể quên, đó chính là Liên Minh hộ giới. Liên Minh hộ giới mấy lần cho người đóng giả hắn tới gây sự với Thương Kiếm Tông, rất có thể Liên Minh hộ giới đã đoán được hắn ở trong Thương Kiếm Tông. Hoặc có thể nói đối phương tin tưởng người đứng sau lưng hắn chính là kiếm chủ thương giới thật. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Huyên siết chặt nắm đấm lại, bất kể là như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải thật cẩn thận. Trước tiên học xong thuật ngự kiếm. Chỉ cần học xong thuật ngự kiếm, hắn chỉ cần nhiều nhất một ngày là có thể đi từ Trung Thổ Thần Châu về Thanh Châu. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chạy ra ngoài nhóm lửa nấu cơm, chừng nửa canh giờ sau, Việt Kỳ người thấy mùi đồ ăn, thế là đi ra. Liên minh hộ giới. Trong đại điện, lục tôn chủ ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, hơi thở quanh người như có như không. Không biết bao lâu sau, Mạc Tu đi tới, ông ta nhìn lục tôn chủ, trầm giọng nói, đã xác nhận Diệp Huyên đang ở trong thương kiếm tông, hơn nữa dùng tên giả là An Diệp. Lục tôn chủ mở mắt ra, lão già họ trần kia có biết được thân phận của hắn không? Mạc Tu trầm giọng đáp, ông ta không biết, nhưng theo ta đoán thì hẳn là ông ta đã đoán được. Nói tới đây, ông ta do dự vài giây, sau đó nhìn về phía Lục Tôn Chủ, vì sao chúng ta không đòi Thương Kiếm Tông giao người? Lục Tôn Chủ bình thản đáp, đòi thì bọn chúng sẽ không giao người ra đâu. Hơn nữa làm vậy còn đánh rắn động cỏ, khiến tên Diệp Huyên kia chạy trốn thêm lần nữa. Mạc Tu nhíu chặt mày, vì sao lại không giao ra? lục tôn chủ cười lạnh một tiếng đâu phải là ông không biết ân oán giữa liên minh hộ giới chúng ta và thương kiếm tông cơ chứ cho dù đã qua ngàn năm nhưng người của liên minh hộ giới chúng ta sao có thể quên nỗi nhục năm xưa hơn nữa tổ sư kiếm chủ thương giới của thương kiếm tông còn từng nói cho dù thương kiếm tông chết hết cũng không được phép thỏa hiệp với liên minh hộ giới nếu như chúng ta tới đòi người thì chính là ép buộc thương kiếm tông khai chiến với chúng ta nghe vậy sắc mặt mạc tu trầm xuống ân oán giữa liên minh hộ giới và thương kiếm tông đã xảy ra từ rất nhiều năm trước không ai là không biết chuyện này phải biết năm đó một vị tôn chủ của thương kiếm tông đã bị kiếm chủ thương giới đâm chết suốt nghìn năm qua hai bên đều cố gắng giữ hòa bình nhưng nếu như liên minh hộ giới đòi thương kiếm tông giao người chắc chắn thương kiếm tông sẽ không giao ra không chỉ là như vậy ngược lại còn để diệp huyên chạy trốn thêm lần nữa Mạc Tu lắc đầu, chuyện này khá khó xử lý rồi đây. Hiện giờ đương nhiên Liên Minh hộ giới không hề sợ Thương Kiếm Tông, nhưng Thương Kiếm Tông cũng không sợ Liên Minh hộ giới. Nếu như là lúc bình thường, đánh thì đánh, nhưng hiện giờ Liên Minh hộ giới muốn cướp tâm bản nguyên của Thanh Châu, nếu như hiện giờ khai chiến với Thương Kiếm Tông thì sẽ rối loạn toàn bộ kế hoạch của họ. Thương Kiếm Tông không phải là Bắc Hàn Tông, dọa dẫm vài câu là được. Trong điện Lục tôn chủ im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng, trước tiên không quan tâm tới Diệp Huyên, bảo ma tông và quỷ tông hãy tăng nhanh tốc độ. Nói tới đây, dường như gã nghĩ đến chuyện gì, hai mắt đột nhiên nhắm lại, không được, không thể không quan tâm tới tên Diệp Huyên này được. Nếu để thương kiếm tông dốc toàn lực bồi dưỡng hắn, với thiên phú của người này. Nói tới đây, gã đứng bật dậy trước tiên tiêu diệt Diệp Huyên đá. Chương 569, đã khiến con chó già đó tức điên rồi. Tiêu Diệt Diệp Huyên. Lục Tôn chủ đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy là vì gã nhớ ra một chuyện, đó chính là tốc độ phát triển của Diệp Huyên. Phải biết hiện giờ Diệp Huyên đã là kiếm hoàng. Nếu như Diệp Huyên đạt tới kiếm tiên, vậy lúc đó liên minh hộ giới muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa cho dù giết được thì e rằng cũng phải trả một cái giá khổng lồ. Không thể kéo dài thêm được càng kéo dài thì vấn đề càng lớn nghe lục tôn chủ nói vậy mạc tu trầm giọng nói giết bằng cách nào lục tôn chủ im lặng không nói giết bằng cách nào cũng là một vấn đề hiện giờ diệp huyên đã không dễ dàng bị giết chết như trước đúng lúc này mạc tu đột nhiên nói ta có một kế hoạch lục tôn chủ nhìn về phía mạc tu mạc tu trầm giọng nói ông xem làm như này có được không chừng nửa canh giờ sau, Mạc Tu đi ra khỏi đại điện. Thương Kiếm Tông, Vân Kiếm Phong Ở phía sau đỉnh núi, hai tay Diệp Huyên kết kiếm ấn, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, sau đó dừng ở phía trước hắn, Diệp Huyên bay lên trên thân kiếm, ngay sau đó hắn chỉ tay về phía trước. Vù Thanh kiếm bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Diệp Huyên đột nhiên quát nhẹ lên vừa dứt lời. Ông! Một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh kiếm dưới chân Diệp Huyên hóa thành một luồng kiếm quang phóng vọt lên trời, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trong tầng mây. Hiện giờ trái tim Diệp Huyên đập thình thịch, quá kích thích rồi. Thuật ngự kiếm! Cuối cùng đã học được thuật ngự kiếm rồi. Đối với hắn thì chuyện này mang ý nghĩa tương lai muốn đi đâu cũng không cần dựa vào thuyền bay nữa, Diệp Huyên không dừng lại mà tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn còn có nhiều chỗ vẫn chưa hiểu rõ về thuật ngự kiếm. Giống như Việt Kỳ đã từng nói, học ngự kiếm rất đơn giản, nhưng học giỏi thì rất khó. Hắn không chỉ muốn học được mà còn phải học giỏi. Chừng một canh giờ sau, Việt Kỳ đi lên đỉnh núi, lúc này Diệp Huyên ngự kiếm hạ xuống trước mặt nàng ấy, Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Việt Sư Tôn, Sư Tôn thấy con có phải là thiên tài hay không? việt kỳ thắc mắc hỏi vì sao lại hỏi như vậy diệp huyên vỗ ngực mình thuật ngự kiếm đó còn chỉ tốn chưa đầy hai ngày đã học thành rồi vậy còn không tính là thiên tài hay sao việt kỳ nhìn diệp huyên nhíu mày lại hai ngày năm xưa ta chỉ tốn một ngày đã học được diệp huyên cạn lời nhưng hắn tin tưởng lời việt kỳ nói bởi vì thông qua quãng thời gian ở chung này hắn phát hiện ra việt kỳ rất thực tế sẽ không nói dối làm gì cả nếu như nàng ấy nói gì thì chắc chắn sẽ là như vậy. Lúc này việt kỳ đột nhiên nói ta nhìn ngươi ngự kiếm có một vài điểm thiếu sót khi ngươi ngự kiếm chớ nên thấp thỏm không yên như vậy ngươi quá nóng này thói quen này cần phải thay đổi. Diệp huyên vội vàng gật đầu con hiểu rồi. việt kỳ nói tiếp thuật ngự kiếm có thể mượn thế gió gió vốn vô hình nhưng lại mang theo sức mạnh nếu như lợi dụng tốt cứ như vậy sau khi việt kỳ giảng giải một vài chi tiết cho diệp huyên xong thì mới rời đi sau khi việt kỳ rời đi diệp huyên tiếp tục tu luyện đến giờ hắn mới phát hiện ra thuật ngự kiếm cũng vô cùng phức tạp mục đích hắn tới thương kiếm tông chính là vì học thuật ngự kiếm vậy đương nhiên phải học cho giỏi rồi nếu không thì chẳng phải là đã phí công rồi sao khi diệp huyên đang khổ tu thuật ngự kiếm thì có một ngày một người đàn ông trung niên bất ngờ tới thương kiếm tông người tới chính là lục tôn chủ của liên minh hộ giới. Trần Bắc Hàn tự mình nghênh đón. Trong đại điện, Trần Bắc Hàn nhìn lục tôn chủ, cười hỏi, hôm nay ngọn gió nào nữa đưa lục huynh tới đây vậy? Lục tôn chủ tươi cười nói, Trần Huynh, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn nhờ. Trần Bắc Hàn tỏ vẻ không vui, có chuyện gì mà cần nhờ với vả chứ, Lục Huynh có việc gì thì cứ nói một câu là được lục tôn chủ cười nói trần huynh đã nói như vậy thì ta không khách khí nữa nghe nói quý tông mới nhận một đồ đệ tên là an diệp có phải không an diệp trần bắc hàn ngẩn ra sau đó nhìn về phía thương huyền cách đó không xa có không thương huyền gật đầu có trần bắc hàn nhìn về phía lục tôn chủ lục tôn chủ cười nói có thể dẫn hắn tới đây gặp mặt một lần không trần bắc hàn cười đáp đương nhiên không thành vấn đề không lâu sau diệp huyên đi tới bên trong đại điện khi nhìn thấy lục tôn chủ trong lòng diệp huyên run lên quả nhiên đối phương đã đoán được thân phận của hắn trần bắc hàn nhìn về phía diệp huyên cười nói an diệp vị lục tôn chủ này muốn gặp ngươi diệp huyên nhìn về phía lục tôn chủ lục tôn chủ có việc gì thì mau nói đi ta đang bận nghe vậy thương huyền ở gần đó không nhịn được bật cười Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng, thằng nhóc này phải biết lễ phép chứ, người đứng trước mặt ngươi chính là lục tôn chủ của liên minh hộ giới đó. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, một lúc sau cười nói, An Tiểu Hữu đúng là kỳ tài ngút trời, tuổi còn nhỏ đã có được thành tựu như vậy, hiếm thấy, quá hiếm thấy. Nói tới đây, gã mỉm cười, nói tiếp, đương nhiên có một điều kiện tiên quyết là đừng chết yểu, khi chết yểu thì dù yêu nghiệt hơn nữa thì cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Lục Tôn chủ vừa nói lời này không, bầu không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Diệp Huyên cười nói, "Lục Tôn chủ nói rất đúng, nhiều năm qua có một đám chó mèo muốn giết ta, ví dụ như gần đây có một con chó già không ngừng đuổi theo ta, nhưng ta biết phải làm sao chứ, mạng ta lớn mà, không chết được." Nhưng đã khiến con chó già đó tức điên rồi. Nghe vậy, ánh mắt Lục Tôn chủ trở nên lạnh lùng, lập tức nhắm mắt lại. Lúc này Trần Bắc Hàn ở gần đó đột nhiên nói, sao lại nói chuyện với Lục Tôn chủ như vậy hả? Không hiểu phép tắc gì cả, lui xuống. Diệp Huyên ôm quyền, quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn chủ, xin lỗi, Lục huynh, thằng nhóc này không hiểu chuyện, Lục huynh đừng so đo với nó. Lục Tôn chủ cười nói, Trần huynh, thật không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây là vì có một chuyện muốn làm phiền trần bắc hàn cười nói lục huynh cứ nói đừng ngại lục tôn chủ gật đầu cười nói ta muốn dẫn vị thiếu niên tên an diệp kia đi trần bắc hàn quả quyết lắc đầu không được lục tôn chủ nhìn trần bắc hàn trần huynh suốt nghìn năm qua quan hệ giữa thế lực đôi bên rất hòa hảo đừng vì một người không quan trọng mà phá hỏng tình hữu nghị này trần bắc hàn cười lạnh lục huynh nói gì vậy từ xưa tới giờ thương kiếm tông ta không gây chuyện Đương nhiên chúng ta cũng không sợ chuyện gì cả, cho dù muốn bắt nạt chúng ta thì toàn bộ thành viên Thương Kiếm Tông đều không đồng ý. Lục Tôn chủ nhìn Trần Bắc Hàn hồi lâu, cuối cùng gã mỉm cười tốt, rất tốt. Mong Trần huynh và Thương Kiếm Tông bảo trọng. Nói xong gã xoay người rời đi. Chương 570, Liên Minh hộ giới ra tay. Sau khi Lục Tôn chủ rời đi, nụ cười trên gương mặt Trần Bắc Hàn cũng dần tắt chắc hẳn hắn là diệp huyên nhỉ thương huyền đột nhiên lên tiếng trần bắc hàn gật đầu thương huyền trầm giọng nói kể từ giờ trở đi chúng ta đã đắc tội với liên minh hộ giới rồi trần bắc hàn nhìn về phía thương huyền đắc tội nói tới đây y lắc đầu cười một tiếng nếu như là trước đó thì thương kiếm tông chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay vào việc của diệp huyên và liên minh hộ giới nhưng hiện giờ diệp huyên đã là người của thương kiếm tông rồi để hiểu chưa thương huyền nhíu mày nhưng chưa chắc hắn đã thật lòng gia nhập vào thương kiếm tông trần bắc hàn bình thản đáp vậy hãy để hắn thật lòng hòa nhập vào thương kiếm tông chúng ta thương huyền do dự vài giây sau đó gật đầu người này còn trẻ đã đạt tới kiếm hoàng thiên phú chắc chắn không tệ nếu như hắn thật lòng gia nhập vào trong thương kiếm tông thì cũng có thể coi là một chuyện tốt đối với thương kiếm tông chúng ta chỉ sợ liên minh hộ giới sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu Trần Bắc Hàn cười đáp, không có được Diệp Huyên thì bọn chúng sẽ không từ bỏ. Hiện giờ liên minh hộ giới đã lộ gió giá tâm của chúng rồi, một khi bọn chúng thành công, chỉ e thương kiếm tông chúng ta chính là mục tiêu đầu tiên của chúng. Nói tới đây, y đứng dậy đi ra bên ngoài, phải biết là năm xưa thi thể của một vị tôn chủ của bọn chúng đã treo trước cửa thương kiếm tông chúng ta. Đáng tiếc là cỏ dại đã mọc cao, để hôm nào nhìn xem có cần phải dọn bớt cỏ dại hay không. Còn nữa, đệ hãy tự mình tới Thanh Châu một chuyến đi. Bên trong điện, Thương Huyền lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Ban đêm, Vân Kiếm Phong, bên trong đại điện. Diệp Huyên và Việt Kỳ ngồi đối diện nhau, hai người đang dùng cơm. Khi sắp ăn xong, Diệp Huyên đột nhiên nói, Việt Sư Tôn, sợ là con phải rời khỏi đây. Rời khỏi đây. Việt Kỳ dừng đũa lại nhìn về phía Diệp Huyên, rời khỏi Thương Kiếm Tông diệp huyên gật đầu trước đó con đã nói với sư tôn chuyện con tên là diệp huyên sư tôn còn nhớ không việt kỳ gật đầu nhớ nhưng ngươi rất nổi tiếng à diệp huyên cười khổ thật ra việt kỳ không biết diệp huyên thật cũng có thể nói là việt kỳ biết rất ít chuyện ở bên ngoài bởi vì thường ngày việt kỳ không có việc gì làm thì chỉ thích nghiên cứu nghiên cứu công pháp huyền ký thần thông ngoài việc đó ra thì nàng ấy không còn hứng thú với chuyện gì khác lúc này việt kỳ nói khi nãy lục tôn chủ tới đây là vì ngươi hả diệp huyên gật đầu con chính là người đứng thứ hai trên bảng truy nã thương giới việt kỳ để đũa xuống tại sao lại bị truy nã diệp huyên cười đáp liên minh hộ giới muốn tiêu diệt thanh châu nhưng con lại là người thanh châu vậy nên con dẫn theo một nhóm huynh đệ phản kháng lại bọn họ hai bên xuất hiện nhiều chuyện không vui sau đó bọn họ truy nã con muốn chơi chết con đại khái là như vậy đó. Việt Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói, người không làm gì sai. Diệp Huyên cười nói, bữa cơm đêm nay chính là bữa cuối cùng. Chốc nữa con sẽ rời khỏi đây. Việt Kỳ nhìn về phía hắn, vì sao lại định rời đi? Diệp Huyên nói, nếu như không đi thì sẽ liên lụy tới Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ lắc đầu, không phải đi, Thương Kiếm Tông không hề sợ liên minh hộ giới. Diệp Huyên còn định nói gì đó thì Việt Kỳ bất ngờ nói, giữa Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới vốn đã có ân oán, năm xưa có một vị tôn chủ của Liên Minh Hộ Giới đã chết dưới tay tổ sư, thi thể còn đang ở dưới núi. Sau này khi tổ sư rời đi, Liên Minh Hộ Giới từng tiến hành trả thù, ba vị tông chủ của Thương Kiếm Tông đã chết thảm, một vị trong đó chính là phụ thân của bác Hàn Sư Huynh. Nói tới đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, những mối thù này đều là thù sống chết, có thêm người cũng không quan trọng. Nói xong, nàng ấy đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, nói, nếu đã gia nhập vào Thương Kiếm Tông chúng ta thì chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi, chúng ta sẽ xử lý liên minh hộ giới. Vừa dứt lời, nàng ấy quay người đi vào trong điện. Diệp Huyên đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, không nói gì cả. Môn tình sủng. Một ngày sau, dưới chân núi Thương Kiếm Tông có thêm 10 chiếc quan tài, bên trong quan tài là 10 thi thể đệ tử Thương Kiếm Tông toàn bộ trung thổ thần châu chấn động. Chương 571, cần gì phải biết tên. Khi 10 cái quan tài kia xuất hiện dưới chân núi Thương Kiếm Tông, bầu không khí ở trung thổ thần châu lập tức trở nên căng thẳng. Thương Kiếm Tông là thế lực như nào? Nghìn năm trước, bọn họ chính là tồn tại đạp lên cả liên minh hộ giới. Cho dù là tới bây giờ thì bọn họ cũng là thế lực hàng đầu ở thanh thương giới. Hiện giờ có người đặt quan tài dưới chân núi Thương Kiếm Tông, hơn nữa bên trong chính là thi thể đệ tử của thương kiếm tông làm như vậy đồng nghĩ với việc không chết không thôi thương kiếm phong bên trong đại điện hai mắt trần bắc hàn khép hờ im lặng không nói bên dưới chính là thương huyền và việt kỳ một lúc sau trần bắc hàn đột nhiên lên tiếng báo các sư đệ quay trở về còn nữa thông báo cho đại sư huynh đại sư huynh thương huyền do dự trong giây lát sau đó nói, liệu huynh ấy có trở về không? Trần Bắc Hàn cười đáp, sẽ về, nhất định là vậy. Thương Huyền gật đầu, quay người rời đi. Sau khi Thương Huyền rời đi, Trần Bắc Hàn nhìn về phía Việt Kỳ, muội nghĩ như nào? Việt Kỳ lắc đầu, các huynh tự quyết định đi. Nói xong nàng ấy quay người rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vân Kiếm Phong, Diệp Huyên ngồi ở cửa đại điện hắn đã nghe nói tới chuyện xảy ra ở thương kiếm tông hiện giờ hắn đang chờ việt kỳ về không lâu sau việt kỳ xuất hiện ở cửa đại điện nàng ấy nhìn diệp huyên diệp huyên đứng dậy việt sư tôn con đã nghe nói tới chuyện xảy ra bên ngoài vậy nên con quyết định rời khỏi đây không liên lụy tới thương kiếm tông nữa việt kỳ lắc đầu ngươi không thể rời đi được diệp huyên không hiểu vì sao việt kỳ nhìn hắn nếu như bây giờ ngươi rời đi thì người đời sẽ cho rằng thương kiếm tông ta sợ liên minh hộ giới đối với thương kiếm tông chúng ta chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả diệt tông cho dù muốn đi thì cũng không thể đi vào lúc này được hơn nữa ngươi là đệ tử thương kiếm tông nên ở lại cùng tông môn đối mặt với tất cả mọi chuyện diệp huyên cười khổ nếu con không rời đi liên minh hộ giới sẽ không chịu buông bỏ việt kỳ đi tới trước mặt diệp huyên Nàng ấy nhẹ nhàng vỗ bả vai Diệp Huyên, "Có ngươi hay không thì trận chiến này cũng phải đánh. Ngươi chỉ là một cơ hội, một thời cơ để khai chiến mà thôi." Nói xong nàng ấy tiến vào trong điện. Diệp Huyên đứng yên tại chỗ, im lặng không nói gì. Ngay từ ban đầu, hắn tưởng Thương Kiếm Tông chỉ nhắm vào hắn, chuyện này cũng không hề sai, nhưng sai chính là Thương Kiếm Tông, rất có thể Thương Kiếm Tông cũng sớm đã chuẩn bị ra tay bởi vì hắn tin rằng thương kiếm tông tuyệt đối sẽ không vì một người như hắn mà khai chiến với liên minh hộ giới trừ khi hiện giờ diệp huyên hắn đã là kiếm tiên yêu nghiệt đến mức thương kiếm tông có thể hy sinh tất cả để bảo vệ mục đích thương kiếm tông giữ hắn ở trong tông môn chính là vì không muốn để người đời cảm thấy thương kiếm tông sợ liên minh hộ giới thôi sao chắc chắn là có nguyên nhân khác một lúc sau diệp huyên lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ những chuyện này nữa nếu như thường kiếm tông muốn giữ hắn lại thì cứ ở lại thôi. Tu luyện Diệp huyên quay người đi tới sau núi, hiện giờ việc cấp bách nhất của hắn chính là tu luyện, tăng cường thực lực của bản thân. Hiện giờ hắn đã là vạn pháp cảnh chân chính, hoàn toàn có thể đột phá ngự pháp cảnh. Hơn nữa ở phương diện kiếm đạo, nếu như có cơ hội thì có thể tăng lên một bước. Kiếm tiên Đạt tới kiếm tiên thì sẽ hoàn toàn khác đến lúc đó hắn có thể chiến đấu với lục tôn chủ một trận. Diệp Huyên tiến tới phía sau núi, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, lòng bàn tay phải mở ra, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện, nhưng rất nhanh sau đó thanh kiếm đột nhiên biến mất, ở trong không gian bốn phía xung quanh, từng thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, quỷ dị vô cùng. Thuấn không nhất kiếm Hiện giờ thuấn không nhất kiếm của hắn đã có thể phóng ra trăm kiếm chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Buổi chiều ngày hôm sau, trước cửa Thương Kiếm Tông lại có thêm 10 chiếc quan tài, bên trong quan tài vẫn là thi thể đệ tử Thương Kiếm Tông. Nhưng trước 10 chiếc quan tài này cũng có 10 cái thi thể, hai ba người trong số đó là cường giả ngự pháp cảnh. Toàn bộ những thi thể còn lại đều là vạn pháp cảnh. Những người này không phải là người của Thương Kiếm Tông, người của Liên Minh hộ giới sau khi biết đó là thành viên liên minh hộ giới, toàn bộ trung thổ thần châu lập tức sôi trào. Liên minh hộ giới liều mạng với thương kiếm tông. Bất kể là vì nguyên nhân gì, tất cả mọi người chỉ hiểu một việc đó là chuyện này ngày càng phức tạp. Năm ngày sau, dưới chân núi thương kiếm tông đã có hơn 30 chiếc quan tài, nhưng chiếc quan tài cũng có mấy chục thi thể. Hai bên đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Vào ngày này, một thiếu niên đột nhiên đi tới trước chân núi thương kiếm tông thiếu niên mặc một bộ áo vải màu đen mái tóc dài xóa ra dưới chân là một đôi giày vải thiếu niên nhìn thoáng qua thi thể và quan tài ở trên mặt đất sau đó ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi thế hệ trẻ tuổi của thương kiếm tông cứ tùy ý xông lên tùy ý xông lên lời này vừa nói ra toàn bộ thương kiếm tông xôn xao rất nhanh vô số kiếm tu từ trên đỉnh núi lướt xuống nhưng có một giọng nói đột nhiên từ trên đỉnh núi vang lên lui ra giọng nói này vừa vang lên một thanh kiếm xé ngang bầu trời sau đó hạ xuống ở trước mặt người thiếu niên kia người thiếu niên này mặc một chiếc áo dài màu trắng trong tay cầm một vỏ kiếm màu xanh là nam cung sư huynh có người ở đó hô lên thế hệ trẻ tuổi của thương kiếm tông có hai người trói mắt nhất người đầu tiên là thương việt người thứ hai chính là nam cung người đời gọi họ là Thương Sơn Song Kiếm. Nam Cung nhìn thiếu niên mặc áo vải kia, rốt cục ngươi là ai? Người thiếu niên mặc áo vải kia bình thản đáp, nếu ngươi không chết thì là ta chết, cần gì phải biết tên chứ? Vừa dứt lời, một thanh trường thương xuất hiện trong tay phải gã, ngay sau đó gã xông nhanh về phía trước, trường thương trong tay tựa như dao long rời biển, đâm thẳng về phía Nam Cung. Trường 572, Lục Lão Nhi, một đấu một nào mặt nam cung không chút cảm xúc tay phải hắn ta vung lên từng luồng kiếm quang xuất hiện ở xung quanh bao phủ lấy thanh trường thương kia đúng lúc này một thú ảnh giữ tận từ trong thanh trường thương của người thiếu niên mặc áo vải kia hiện ra ngay sau đó một tiếng thú gầm vang vọng toàn bộ thương sơn ầm uhm. vô số kiếm quang lưu ảnh lập tức tan biến nam cung thì lui về phía sau trăm trượng nam cung vừa mới dừng lại thì hắn ta cầm trường kiếm trong tay kề sát giữa chán tay trái nằm ngang ở mũi kiếm yên lặng trong nháy mắt hắn ta đột nhiên cách không gian tung một chỉ về phía người thiếu niên mặc áo vải chui kiếm trong tay hắn bắn ra ngoài hệt như một tia trước kiếm này rất nhanh nhanh tới mức chỉ nhìn thấy một tia sáng mờ ảo ở đối diện nam cung người thiếu niên mặc áo vải kia mặt không cảm xúc đột nhiên gá vung tay đập trường thương xuống trong trường thương có tiếng thú dữ tức giận gầm gừ ầm um. dưới cú đập này Thanh phi kiếm của Nam Cung bị cản lại, tay phải người thiếu niên mặc áo vải đột nhiên xoay tròn. ầm, um. phi kiếm của Nam Cung lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó thanh thương trong tay gá như một con báo săn, xông vọt về phía Nam Cung ở cách đó không xa. Thế như sấm sét, ánh mắt Nam Cung trở nên nghiêm nghị, hai tay của hắn ta bấm kiếm quyết. Một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta. Sau đó, hai tay hắn ta chém về phía trước thanh kiếm hư ảo này lập tức chém xuống bên dưới. Kiếm kỹ bậc thiên. Vào lúc này, người thiếu niên mặc áo vải đột nhiên tung thương ra, thương như kinh lôi, quét ngang thiên địa. Ẩm. Dưới ánh mắt của mọi người, chuôi kiếm hư ảo của Nam Cung lập tức bị nghiền nát, Nam Cung bị đánh bay ngược ra ngoài. Thương Hoàng. Vô số người có mặt ở đó đều kinh ngạc, ngẩn người người thiếu niên mặc áo vải này là một vị thương hoàng sau khi tung một đòn đánh bay nam cung người thiếu niên mặc áo vải không hề dừng tay thanh trường thương trong tay gã được ném ra nhắm thẳng về phía nam cung vù thanh trường thương như sấm sét bay thẳng ra ngoài nhắm thẳng vào nam cung đồng tử nam cung co rụt lại hai tay hắn ta hợp lại ở giữa hai bàn tay có một thanh kiếm âm thầm ngưng tụ ngay sau đó, thanh kiếm giữa hai tay hắn ta đột nhiên chém thẳng về phía trước, phá, phá. Lời này vừa vang lên, chui kiếm giữa tay hắn ta mạnh mẽ chém thẳng ra phía bên ngoài. ầm, um. một tiếng nổ động trời đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn bộc phát trước mặt Nam Cung. Ngay sau đó, Nam Cung bay ngược về sau mấy chục trượng. Ngay khi hắn ta sắp rơi xuống đất thì một cánh tay kéo hắn ta trở về tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia diệp huyên người này chính là diệp huyên khi nhìn thấy diệp huyên tất cả mọi người lập tức ngẩn ra lại là hắn mọi người không hề xa lạ gì với diệp huyên cả bởi vì cách đây không lâu diệp huyên đã tự mình chém giết một tên cường giả tới khiêu chiến thương kiếm tông nam cung nhìn về phía diệp huyên an diệp diệp huyên gật đầu sau đó lấy một viên đan tử nguyên ra đút cho Nam Cung để ta tới. Nam Cung gật đầu, người này rất mạnh, cẩn thận đó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi về phía người thiếu niên mặc áo vải ở cách đó không xa. Ở nơi xa, người thiếu niên mặc áo vải nhìn Diệp Huyên, tay phải gã ngoắc một cái, thanh trường thương kia bay vào trong tay, ta còn tưởng rằng ngươi không đi ra. Diệp Huyên cười nói, mục tiêu của ngươi chính là ta, sao ta có thể không đi ra được? người thanh niên mặc áo vải gật đầu để ta xem kiếm hoàng trẻ tuổi nhất thanh thương giới chúng ta mạnh tới mức nào. vừa dứt lời, hắn ta cầm trường thương trong tay đạp mạnh xuống dưới đất. ầm, uhm. toàn bộ mặt đất lập tức tan vỡ. ngay sau đó, một luồng thế mạnh mẽ tập trung về phía gá, thế càng lúc càng mạnh. cuối cùng thế như mưa to gió lớn, khiến cho những người ở đó cảm thấy khó thở. diệp huyên đáp như ngươi yêu cầu. Nói xong, chân phải hắn điểm nhẹ xuống đất, thân thể như chuồn chuồn lướt nước, bay vọt lên không trung. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu người thiếu niên mặc áo vải, chém một kiếm xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này hắn đã không hề định ẩn giấu thêm nữa, một kiếm này không chỉ bổ sung kiếm thế của kiếm hoàng mà còn mang theo kiếm ý ác niệm. Một kiếm này xuất hiện, tất cả những người có mặt ở đó đều biến sắc. Đây là kiếm ký gì? Ở bên dưới Diệp Huyên, khóe miệng người thiếu niên mặc áo vải tạo một đường cong dữ tợn, sau đó gã cầm trường thương đâm lên trời quán xuyên thiên địa. Một thương vừa ra giường như muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa, thế không thể đỡ. Dưới cái nhìn của mọi người, kiếm và thương va chạm vào nhau. Ầm. Uhm. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, ngay sau đó hai bóng người bay ra bên ngoài, nhưng ngay khi Diệp Huyên bay ra ngoài thì hắn buông tay ra, ngay sau đó sắc mặt người thiếu niên mặc áo vải ở nơi xa biến đổi gã còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng chán gá bài khi thấy cảnh này vô số đệ tử thương kiếm tông có mặt ở đó đều hoan hô thắng lại chiến thắng trong ánh mắt vô số đệ tử thương kiếm tông khi nhìn về phía diệp huyên ngoài vẻ cuồng nhiệt còn có tôn kính tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng ở bên dưới sau khi diệp huyên hạ xuống đất hắn lau máu tươi ở khóe miệng sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời liên minh hộ giới từ giờ phút này trở đi diệp huyên ta rời khỏi thương kiếm tông có chuyện gì thì đúng lúc này một giọng nói từ trên đỉnh núi vang lên từ giờ phút này trở đi an diệp trở thành người dự bị kế nhiệm tông chủ đời tiếp theo của thương kiếm tông ta nghe vậy diệp huyên lập tức ngẩn ra thương kiếm tông không muốn hắn rời đi Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng từ phía chân trời xa xăm truyền đến, thương kiếm tông chứa chấp tội nhân thanh thương giới, người trong thiên hạ đều có thể chu diệt. Ở bên dưới, Diệp Huyên ngơ ngón giữa lên trên trời, lục lão nhi, một trọi một nào. Nghe vậy, tất cả mọi người xôn xao cả lên, khiêu chiến lục tôn chủ. Đúng lúc này, lục tôn chủ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, gã nhìn Diệp Huyên ở bên dưới, người khẳng định chứ. Xuất hiện thật à?" Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nghiêm mặt nói, "Vậy mà ông cũng tin. Ông đây đang đùa thôi." Chương 573, Mộ kiếm. Diệp Huyên nói xong lập tức xoay người rời đi, không hề có chút do dự. Khi thấy cảnh này, sắc mặt Lục Tôn chủ trở nên vô cùng đặc sắc, gã lạnh lùng liếc nhìn Thương Kiếm Tông, sau đó quay người biến mất ở phía cuối chân trời. Tâm trạng của tất cả đệ tử Thương Kiếm Tông đều vô cùng nặng nề. Liên minh hộ giới. Sức ảnh hưởng của thế lực này trong thanh thương giới quá mức to lớn. Hiện giờ Thương kiếm tông lại đối đầu với Liên minh hộ giới, nói không lo lắng thì chắc chắn là nói dối. Nhưng nếu như sợ thì thật sự không hề có. Kiếm tu. Kiếm tu ở Thương kiếm tông đương nhiên không phải là kiếm tu bình thường, mà kiếm tu thì thường không sợ chuyện gì cả. Nhưng đúng lúc này có người ở đó đột nhiên hỏi: hình như An Diệp Sư Huynh là kiếm hoàng thì phải. Lời này vừa ra, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Trước đó lục tôn chủ xuất hiện khiến bọn họ thiếu chút nữa là quên khi trước Diệp Huyên thi triển ra thế của kiếm hoàng. Vân Kiếm Phong, bên trong đại điện. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Diệp Huyên, người tới chính là tông chủ thương kiếm tông Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn cười nói, ngươi định rời khỏi thương kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, trong mắt ta thì việc này là việc của cá nhân ta. Ta đến Thương Kiếm Tông chỉ là vì học thuận ngự kiếm, đương nhiên ở đây ta không chỉ học được thuận ngự kiếm mà còn học được rất nhiều tri thức kiếm đạo khác nữa. Trần Bắc Hàn nói, cậu cảm thấy bản thân mình liên lụy tới Thương Kiếm Tông sao? Diệp Huyên im lặng không nói gì. Thật ra hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện ra chuyện này có phần phức tạp. Trực giác mách bảo cho hắn biết Thương Kiếm Tông có tính toán khác trần bắc hàn cười nói nhớ cho kỹ hiện giờ cậu là an diệp chứ không phải diệp huyên cậu là đệ tử thương kiếm tông ta chứ không phải viện trưởng học viện thương lan nói tới đây y vỗ nhẹ bà vai diệp huyên cậu có thể tới mộ kiếm một chuyến có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ đó nói xong y quay người rời khỏi đại điện mộ kiếm diệp huyên ngẫm nghĩ cuối cùng quyết định tới đó một chuyến xem sao dù sao cũng không tốn tiền không lâu sau, Diệp Huyên đi tới mộ kiếm của Thương Kiếm Tông. Mộ kiếm ở trên một đỉnh núi riêng biệt, nói chính xác thì là nằm ở trong lòng núi. Có một ông lão ôm kiếm nằm ở cửa ra vào. Ông lão đang ngáy o. Diệp Huyên hơi không người với ông lão, nghe theo lệnh của tông chủ tới đây tìm niềm vui bất ngờ. Ông lão không trả lời. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đi thẳng vào trong. Kiếm ý ngay khi hắn đi vào trong mộ kiếm thì lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ kiếm ý này không chỉ có một loại mà là vô số loại kiếm ý khác nhau vô cùng vô tận tựa như biển sâu sắc mặt diệp huyên trở nên nghiêm nghị hắn tiếp tục đi vào bên trong rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra có vô số thanh kiếm cắm trên mặt đất kiếm ý từ bên trong thân kiếm tỏa ra ngoài nhiều rất 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 nhiều hơn nữa phẩm chất đều không thấp thậm chí là thấy bậc thiên ở khắp nơi. Gốc gác. Chuyện đề cử, cương chiều vợ nhỏ trời ban. Diệp Huyên lại thêm một lần nữa được chứng kiến gốc gác mạnh mẽ của những thế lực cổ xưa. Cho dù hắn rất giàu có nhưng nếu so sánh với những thế lực cổ xưa thì chẳng khác nào một tên ăn mày. Diệp Huyên tiếp tục đi vào trong, rất nhanh hắn đã tiến vào sâu trong mộ kiếm, ở nơi này, hắn phát hiện ra mấy thanh kiếm bậc thiên thượng phẩm hắn phát hiện ra kiếm phẩm chất càng cao thì kiếm ý ẩn chứa bên trong sẽ càng mạnh mẽ. Chắc hẳn đây đều là kiếm ý còn sót lại của chủ nhân của những thanh kiếm này. Khi thấy cảnh này, Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy xúc động. Nếu như có một ngày nào đó mình ngã xuống, sợ rằng cũng chỉ còn lại một luồng kiếm ý lưu lại, chờ người đời sau tới quan sát. Diệp Huyên lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, hắn tiếp tục đi tới, nhưng mới được hai bước thì hắn ngẩn ra mình muốn tìm cái gì dường như nghĩ tới điều gì đó hắn nhìn xung quanh nhiều kiếm ẩn chứa kiếm ý như vậy nếu như cắn nuốt thì tối thiểu cũng đạt tới ngự pháp cảnh nhỉ cắn nuốt diệp huyên có chút do dự người ta không bảo mình tới đây cắn nuốt mà nếu tự động cắn nuốt thì không được hay cho lắm nhưng vấn đề là người ta cũng không cấm mình cắn nuốt cơ mà vừa nghĩ như vậy trong lòng Diệp Huyên lập tức thấy thoải mái, sau đó hắn cầm lấy một thanh kiếm ở bên cạnh đâm vào ngực mình. Ầm. Uhm. Ngay lập tức, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tỏa ra, không chỉ như vậy, kiếm ý ác niệm cũng lập tức lan tràn ra. Một thanh kiếm sao đủ được? Thế là Diệp Huyên lại cầm một thanh kiếm lên đâm vào ngực mình. Cứ như vậy, không bao lâu sau Diệp Huyên đã đâm hơn 30 thanh kiếm vào ngực, trong đó có cả một thanh kiếm bậc thiên hắn tạo thành động tĩnh lớn ở trong mộ kiếm rất nhanh sau đó ông lão ở bên ngoài tỉnh lại ông ta vội vàng tiến vào bên trong mộ kiếm khi thấy hành động của diệp huyên thì ông ta lập tức ngẩn ra ngươi đang làm gì vậy hả diệp huyên không trả lời tiếp tục cắn nuốt ông lão biến sắc định ngăn cản nhưng dường như ông ta nghĩ tới chuyện gì đó vậy nên ngừng tay nếu như ngăn cản vào lúc này thì rất có thể sẽ khiến diệp huyên bị cắn ngược ông lão do dự một chút sau đó thân hình lóe lên, tiến thẳng tới thương kiếm phong tìm tông chủ Trần Bắc Hàn. Một lúc sau, Trần Bắc Hàn nhíu mày lại, hắn đang cắn nuốt kiếm. Ông lão gật đầu. Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, tới đó xem nào. Nói xong hai người biến mất khỏi đại điện, không lâu sau hai người đã tới mộ kiếm, khi thấy Diệp Huyên cầm một thanh kiếm bậc thiên cắm vào ngực mình, khóe miệng hai người đều giật giật vài cái, tên này điên rồi hay sao? ông lão trầm giọng nói, có cần ngăn cản hắn lại hay không? Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, khí tức của hắn đang thay đổi, có thể là sắp đột phá. Ông lão nhíu mày lại, đột phá bằng cách này sao? Trần Bắc Hàn nhìn trầm trầm vào Diệp Huyên, hắn rất đặc thù. Đặc thù. Ông lão kia cười khổ, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người cắn nuốt kiếm để tăng cao trình độ bản thân. Cứ như vậy chừng nửa canh giờ sau, khí tức quanh người Diệp Huyên đã vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khủng bố. Đây không phải là khí tức của cường giả vạn pháp cảnh chân chính. Chương 574, mỗi loại kiếm ý đại diện cho một vị kiếm tu. Nhưng đúng vào lúc này Diệp Huyên đột nhiên cầm một thanh kiếm cắm vào ngực mình, khi thấy cảnh này, gương mặt ông lão kia và Trần Bắc Hàn đến giật giật. Đừng thấy nơi đây có nhiều kiếm, nó là tích lũy qua vô số năm đó cũng may sau khi diệp huyên cắn nuốt thanh kiếm này xong thì không lấy thêm thanh kiếm nào nữa khí tức tỏa ra trên người hắn dần dần được tăng cao cứ như vậy dưới sự quan sát của hai người chừng nửa canh giờ sau ầm um, một luồng uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể diệp huyên tỏa ra ngoài phù diệp huyên phun ra một ngụm khí bẩn ngự pháp cảnh sau khi cắn nuốt ba thanh kiếm bậc thiên và vô số thanh kiếm bậc chân cuối cùng hắn đã đạt tới ngự pháp cảnh. Quá thoải mái. Hiện giờ Diệp Huyên cảm thấy toàn thân thoải mái, không chỉ là như vậy, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cơ thể mình. Ngự pháp cảnh. Hiện giờ thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hiện giờ hắn hoàn toàn không sợ ngự pháp cảnh nữa. Bây giờ trong đầu hắn có lòng tin vô địch. Ông đây vô địch. Vừa nghĩ đến chuyện này, diệp huyên không kìm được bật cười lớn ông lão ở gần đó nhìn diệp huyên hỏi điên rồi hả nghe ông lão nói vậy diệp huyên lấy lại bình tĩnh nhìn về phía hai người ông lão hắn lập tức ngẩn ra sau đó vội vàng đứng lên đi tới trước mặt trần bắc hàn hơi khom người xuống bái kiến tông chủ kính chào tiền bối trần bắc hàn nhìn diệp huyên cậu cắn nuốt kiếm gương mặt diệp huyên cứng đờ nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình thường dù sao thì kiếm cũng đã bị hắn cắn nuốt rồi hắn nhếch miệng cười một tiếng đúng vậy công pháp của ta rất đặc thù cần cắn nuốt kiếm để đề cao tu vi trần bắc hàn nhìn chằm chằm vào hắn cậu cắn nuốt rất nhiều kiếm diệp huyên cười ngượng ta ta không khống chế được lúc này trần bắc hàn đột nhiên cười nói đừng căng thẳng ta không định trách cứ gì cậu đâu ngự pháp cảnh cần ổn định cảnh giới làm quen với cảnh giới này hiểu chưa hả diệp huyên vội vàng gật đầu ta hiểu rồi trần bắc hàn gật đầu sau đó quay người rời đi nhưng mới đi được hai bước thì y ngừng lại ta bảo cậu tới đây không phải là để cậu cắn nuốt kiếm đâu ở nơi này còn vô số kiếm ý còn sót lại của các vị tiền bối nếu như cảm nhận được kiếm ý của bọn họ thì cậu sẽ có được thu hoạch khó lòng tưởng tượng nổi nói xong y rời khỏi mộ kiếm ông lão nhìn diệp huyên không được cắn nuốt tiếp nói xong ông ta quay người rời đi diệp huyên đứng nguyên tại chỗ lắc đầu cười một tiếng thật ra hắn cũng không có cách nào cả bởi vì nếu như để hắn tự chuẩn bị thì với tài lực của hắn hiện giờ căn bản không thể đủ được thậm chí phải nói còn thiếu rất rất nhiều hiện giờ hắn muốn đạt tới ngự pháp cảnh chân chính thì ít nhất cũng cần kiếm bậc thiên hiện giờ kiếm bậc chân đã không có bất kỳ tác dụng gì với hắn nữa rồi. Điều đáng nói chính là sau khi kiếm lôi tiêu cắn nuốt nhiều thanh kiếm như vậy, nó đã đạt tới bậc thiên thượng phẩm. Kiếm tăng lên một phẩm nhưng uy lực được tăng lên rất nhiều. Hiện giờ hắn có đủ năng lực chiến đấu với cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào, bởi vì cường giả ngự pháp cảnh chân chính cũng phân chia mạnh yếu, đặc biệt là nhân vật như Việt Kỳ, cho dù cũng chỉ là ngự pháp cảnh chân chính nhưng nàng ấy còn là một vị kiếm tiên ngự pháp cảnh chân chính lại thêm kiếm tiên đã là một khái niệm hoàn toàn khác biệt không thể dùng riêng cảnh giới để cân nhắc thực lực của một người diệp huyên không suy nghĩ thêm nhiều hắn tiến tới phía trước trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều thanh kiếm bậc thiên hơn nữa chủng loại rất đặc thù nhưng hắn cũng không thấy đi làm người không thể quá tham làm người quá tham lam thường không có kết cục tốt đẹp không biết đi được bao lâu, Diệp Huyên ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý ở nơi này là nồng đậm nhất. Cách phía trước không xa là một thanh trường kiếm cắm nghiêng, kiếm dài bốn thước, thân kiếm mảnh mai, có ánh lạnh lượn lờ. Trong chuôi kiếm này tỏa ra một luồng kiếm ý hư vô mờ mịt, kiếm ý kia khiến hắn cảm thấy bản thân mình như đang ở trong mây, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Ngoài luồng kiếm ý này ra thì xung quanh còn có rất nhiều kiếm ý những luồng kiếm ý này tràn ngập xung quanh, tỏa ra khắp nơi mà không tiêu tán. Mỗi loại kiếm ý đại diện cho một vị kiếm tu, cũng đại diện cho một loại kiếm đạo. Bởi vì mỗi người đều hiểu kiếm đạo theo một cách khác nhau, một nghìn người là một nghìn loại kiếm đạo. Bên trong một kiếm, Diệp Huyên cảm nhận kiếm ý xung quanh, dần dần nhập định. Giờ phút này hắn đang cảm nhận kiếm đạo của những vị kiếm tu khác nhau dùng kiếm đạo của người khác chứng kiếm đạo của bản thân. Chương 575, có biết kiếm tiên là gì không? Bên trong mộ kiếm, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, giống như một vị sư già đang nhập định. Bên ngoài mộ kiếm, ông lão kia không hề ngủ mà chăm chú nhìn vào trong mộ kiếm, ông ta sợ Diệp Huyên lại tiếp tục cắn nuốt kiếm. Thời gian từng chút trôi qua một, tháng tới ngày hôm sau Diệp Huyên cũng chưa hề tỉnh lại ở chân núi thương kiếm tông mỗi ngày đều có thêm mấy chiếc quan tài nhưng ở trước quan tài cũng có thêm mấy thi thể thương kiếm tông và liên minh hộ giới vẫn đang đọ sức với nhau nhưng tất cả mọi người đều biết trò hay thật sự vẫn chưa bắt đầu hiện giờ mới chỉ là nhạc đệm mà thôi ngày thứ ba việt kỳ tiến vào trong mộ kiếm việt kỳ đi tới trước mặt diệp huyên nàng ấy quan sát diệp huyên nói có biết kiếm tiên là gì không diệp huyên lắc đầu việt kỳ nói người có được kiếm đạo thuộc về bản thân thì được coi là kiếm tiên nói xong nàng ấy quay người rời đi bên trong mộ kiếm diệp huyên ngẩn ngơ hồi lâu cuối cùng hắn đứng dậy rời khỏi mộ kiếm đã nhiều ngày trôi qua hắn cảm nhận kiếm ý của vô số người nhưng trong hang động này vẫn có rất ít kiếm tiên kiếm ý của kiếm tiên khác biệt kiếm ý của kiếm tu bình thường rất nhiều điểm khác nhau lớn nhất chính là kiếm ý của kiếm tiên đã có đạo của riêng mình đạo của riêng mình là gì chính là đã có hiểu biết với kiếm đạo của bản thân ban sinh mạng cho kiếm hiện giờ hắn chưa làm được điều này hắn cũng không quá cưỡng cầu bản thân bởi vì thứ này dù cưỡng cầu cũng không được trước khi một vị kiếm tiên trở thành kiếm tiên thì đều có thời gian tích lũy quãng thời gian đó không chỉ tích lũy về mặt kiếm đạo mà còn có những suy nghĩ về cuộc đời không dễ để đạt tới kiếm tiên đây cũng là mục đích việt kỳ tới đây sau khi diệp huyên rời đi hắn nấu một bữa cơm trong điện hắn và việt kỳ ngồi đối diện nhau một lúc sau diệp huyên đột nhiên nói việt sư tôn trong thương kiếm tông ai đánh nhau giỏi nhất việt kỳ không hề nghĩ ngợi đại sư huynh diệp huyên có chút nghi vấn không phải tông chủ sao việt kỳ lắc đầu đại sư huynh giỏi đánh nhau nhất tông chủ giỏi quản lý, thiên phú của lục sư huynh là tốt nhất, tiềm lực lớn nhất. Vậy còn sư tôn, Diệp Huyên đột nhiên hỏi. Việt Kỳ Bình thản đáp, hỏi chuyện này làm gì hả? Diệp Huyên cười xấu xa, còn tò mò thôi mà. Việt Kỳ lắc đầu, ngươi là đệ tử thương kiếm tông thì phải hiểu rõ một việc này. Ở trong tông môn, ngươi có thể có giá tâm nhưng không thể dùng thủ đoạn được. Chỉ cần có thực lực, ngươi có thể ngồi lên bất kỳ vị trí nào, nhưng nếu như dùng đầu óc thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Diệp Huyên cười đáp, "Việt sư Tôn yên tâm, con không có bất kỳ ý nghĩ nào với vị trí tông chủ của Thương Kiếm Tông." Việt Kỳ gật đầu, "Ta biết, nhưng người khác có." Diệp Huyên gật đầu, "Con biết rồi, Việt sư Tôn yên tâm, con không phải là hạng người thích gây chuyện." Việt Kỳ nhìn hắn, "Ngươi chính là người như vậy." Diệp Huyên. Sau bữa ăn, Việt Kỳ đi vào trong điện Diệp Huyên rời khỏi Vân Kiếm Phong, đi tới Chú Khí Phong. Chú Khí Phong đúng như tên gọi của nó, là nơi để rèn vũ khí. Bất kỳ một thế lực lớn nào đều có một nơi để rèn vũ khí, Thương Kiếm Tông đương nhiên cũng có. Lần này hắn tới đây để xin gặp Phong chủ Chú Khí Phong chiến thiết. Khi thấy Diệp Huyên tới, một vài tên đệ tử chú khí phong vội vàng hành lễ, bái kiến an sư huynh. Diệp Huyên cũng đáp lễ từng người một rất nhanh sau đó dưới sự dẫn đường của đệ tử chú khí phong hắn đi tới một đại điện tên đệ tử kia ôm quyền với diệp huyên an sư huynh sư phụ đang rèn vũ khí xin hãy chờ một lúc diệp huyên gật đầu được sư đệ cứ làm việc đi một mình ta chờ ở đây là được người kia gật đầu nếu sư huynh cần gì thì cứ sai bảo một tiếng là được nói xong gã quay người rời đi diệp huyên ngồi trên ghế chờ đợi chừng một canh giờ sau, một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn xuất hiện ở trong đại điện. Người đàn ông trung niên này vô cùng cao lớn, đặc biệt là hai bàn tay của ông như hai cây cột lớn, tràn ngập sức mạnh. Chiến thiết Người ở trước mặt chính là phong chủ chú khi phong. Chiến thiết nhìn Diệp Huyên, có việc gì hả? Diệp Huyên vội vàng đứng lên hành lễ, chiến sư thúc, lần này con tới đây là muốn xin sư thúc chế tạo một hộp kiếm bậc thiên giúp con hộp kiếm. Hắn cũng có hộp kiếm nhưng hộp kiếm này chỉ là bậc chân, không thể theo kịp thực lực của hắn hiện giờ. Hắn cần một hộp kiếm bậc thiên. Chiến thiết đi tới trước mặt Diệp Huyên, người có biết hộp kiếm bậc thiên có ý nghĩa như nào không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Chiến thiết bình thản đáp, ít nhất 5 tỷ linh thạch cực phẩm, đó chỉ là tiền vật liệu, nếu như cộng tiền nhân công, phí địa mạch lại nữa thì muốn chế tạo một món linh khí bậc thiên cần tối thiểu 10 tỷ linh thạch cực phẩm. Hơn nữa linh thạch cực phẩm chưa chắc đã có tác dụng, thứ chúng ta cần chính là tử nguyên tinh. Rất nhiều tử nguyên tinh. Nói tới đây, ông vươn tay ra về phía Diệp Huyên, người có không? Chục tỷ linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên liên tục lắc đầu, không có, không có. Chiến thiết nhìn Diệp Huyên, không có tiền thì còn nói làm mẹ gì. Nói xong ông quay người định đi, nhưng rất nhanh sau đó ông ngừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyên, "Nếu như ngươi làm một việc giúp ta, ta sẽ chế tạo một hộp kiếm bậc thiên miễn phí cho ngươi." "Chuyện gì?" Diệp Huyên vội vàng hỏi. "Chiến Thiết Bình thản đáp, trong phủ thành chủ Vân không thành có một món báu vật tên là Đỉnh Vạn Khí, đây là một món chí bảo bậc thiên cực phẩm, chuyên dùng để chế tạo linh khí. Nếu như ngươi có thể mang thứ này tới, ta có thể miễn phí chế tạo một hộp kiếm cho ngươi." không chỉ như vậy còn sẽ chế tạo riêng cho ngươi một thanh phi kiếm một thanh phi kiếm dành riêng cho hộp kiếm vân không thành diệp huyên ngẫm nghĩ được vân không thành hắn vẫn chưa quên tòa thành này thành chủ lục phong của tòa thành này và con trai hắn ta trước đó từng nhắm vào diệp liên chiến thiết bình thản nói đừng trách ta không nhắc nhở ngươi vân không thành hòa hộ tàng long ngươi đi chuyến này sợ rằng không ra được đâu Nói xong ông quay người rời khỏi đại điện. Diệp Huyên cũng xoay người rời khỏi đây. Hắn rời khỏi Thương Kiếm Tông, thẳng tiến tới Vân Không Thành. Đương nhiên là lén lút rồi. Hiện giờ hắn không muốn khiến người khác chú ý tới. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới Vân Không Thành. Có thể nói Vân Không Thành chính là địa bàn của Liên Minh Hộ Giới, mỗi năm tòa thành này đều mang tới lợi ích khổng lồ cho Liên Minh Hộ Giới. Trong tòa thành này cũng có những thế lực khác, nhưng tất cả đều phải nhìn sắc mặt liên minh hộ giới mà sống. Diệp Huyên sử dụng khí hỗn độn để âm thầm tiến vào trong vân không thành, sau đó tiến vào trong phủ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ vẫn được đề phòng nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có cường giả dùng thần thức kiểm tra mọi ngóc ngách. Nhưng những luồng thần thức này không thể phát hiện ra khí hỗn độn của hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 26